xem nhé. Nhìn là bên lương này đang bấm điện thoại này. Rồi em chào mọi người, em chào cả nhà nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi, chấm bài giúp em nhá. Rồi em chào chị Tư Nguyễn này. Đấy nó có cục tóc lên rồi. Ai? Cục tóc lên hả? Bữa nay tóc chị hỏi quá. Bữa nay tóc chị hỏi quá. Tóc rụng nhiều quá mà. Rồi chấm bài giúp em nào cả nhà ơi, chấm bài chia sẻ bài giúp em nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Chấm chia sẻ bài giúp em. Hôm nay em like áo dú nha các chị yêu ha. Rồi hàng xuất Nhật nha các chị yêu ha. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em này. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nhá. Rồi chào chị Nguyễn Hương này, chào chị Hằng Hoang nhá, chào chị Vi Nga này. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm ạ. Chấm chia sẻ bài giúp em. Hôm nay em sẽ like áo dú. Like áo dú nha các chị yêu nha. Hàng xuất Nhật nè. Rồi chấm lên tương tác của em nào cả nhà ơi. Chấm chia sẻ nha. Đầu like bán gì đây? Rồi đầu like em bán giá 9k này các chị ơi. Đầu like em bán giá 9k nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này, chia sẻ bài giùm em ha. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội giùm em nha. Rồi hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội giùm em này. Rồi chấm lên tương tác này, chị nào đã chia sẻ thì comment giùm em đã chia sẻ nhá. Đầu like em bán với giá 9k này, 9k đầu like nha các chị gái nhá. Đã có một cái áo nói chung là còn nguyên tang nguyên mạc luôn nha các chị gái nhá. Các chị đi ra ngoài mua, em nói thật các chị đi ra ngoài mua không dưới 100 ngàn đâu nha các chị gái ha. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này, tương tác chấm bài giúp em ha. Chấm bài chia sẻ bài giúp em, chị nào đã chia sẻ thì comment giùm em đã chia sẻ để em thấy nhá. Rồi chào chị nụ cười khác người này, chấm lên tương tác với em nào cả nhà ơi. Chấm lên chia sẻ bài giúp em này. Rồi chào chị Lê Thúy này, chào các chị đẹp nhá, chào chị Sang Sang này. Rồi bây giờ các chị chia sẻ lên giùm em, đẩy lực view giùm em rồi em sẽ bắt đầu like luôn ha. Các chị đẩy lực view giùm em rồi em sẽ like luôn ạ. Rồi chấm lên tương tác với em nào mọi người ơi. Chấm chia sẻ bài giùm em. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nè. Cứ chấm bài chia sẻ bài giùm em này. Đổ lên nhóm giùm em, đổ lên trang nha các chị gái nhá. Bật chế độ công khai giùm em này. Rồi đầu like này, em bán với giá 9k đầu like nha các chị ơi. Đầu like với giá 9k này. Rồi chấm bài của em nào mọi người ơi, đầu like với giá 9k này. Chấm lên tương tác mạnh tay giùm em nào mọi người ơi. Chấm chia sẻ bài giùm em này. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Hương nhiều nè. Em sẽ bán giá 9k cho chị nào áp dụng, cho chị nào chia sẻ bài nha. Chị nào không chia sẻ bài, em kiểm tra lên trang của các chị không chia sẻ là em sẽ hủy đơn và em sẽ hủy đơn nha. Rồi chấm lên đẩy lực view giùm em nào mọi người ơi. Chấm lên tương tác đẩy view giùm em này. Rồi mỗi chị cho em một nút chấm này mọi người ơi, chấm để em thấy các chị gái mình nhá. Rồi chia sẻ bài giùm em. Rồi chào chị Nguyễn Thị Trương này, chào chị Nguyễn Thị Trung nhá. Rồi chấm lên tương tác đẩy view giùm em rồi em sẽ bắt đầu luôn nhá. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn này. Rồi chào chị Huỳnh Thủy nhá, em sẽ bắt đầu like luôn ha. Rồi đầu like này với giá 9k nha các chị gái nhá. Bán đầu like giá 9k này. Rồi một con siêu đẹp đầu like nha các chị gái nhá. Mở hàng cho các chị này một con siêu đẹp màu nu nhá. Rồi con này lên xem em mã nu size 36 nha các chị gái nhá. Rồi size 36 nha các chị này, size 36 này 9k. 9k này. Rồi lên xem em mã 9k này, mã 9k kèm số hộ em này mã 9k nhá. Mã 9k kèm số điện thoại xem em 9k kèm số con này size 36 nhá. Rồi size 36 này 369k kèm số em. 369k kèm số điện thoại, comment đúng mã của em nhá. Comment đúng mã của em rồi em chào chị Hoài Bùi này. Rồi comment đúng mã nha các chị gái nhá. Rồi 9K36 kèm số điện thoại giúp em này. 9K36 kèm số điện thoại giúp em nhá. Con này size 36 giúp em này. Rồi size 36 nha các chị gái nhá. 9K36 kèm số điện thoại của em. 9K36 này comment đúng mã giúp em. 9K36 kèm số điện thoại giúp em này, 9K36 nhá. Rồi 9K36 kèm điện thoại của em, 9K36 kèm số điện thoại giúp em nhá. Rồi tiếp tục con này size 38 cho các chị yêu mình nè. Rồi lên giùm em mã. Rồi 9K38 kèm số điện thoại giùm em. 9K38 kèm số điện thoại của em này, 9K38 đó. Rồi 9K38 kèm số điện thoại giùm em này, 9K38 dạ áo dài em chưa có về lô mới chị ơi. Rồi 9K38 kèm số điện thoại giùm em này.
Rồi 9K38 kèm số điện thoại giúp em. Rồi 9K36 này cho chị Mai Trang Nguyễn này. À của chị Nguyễn Hương trước nha, của chị Nguyễn Hương trước nha em lộn nào. Rồi con này 9K38 kèm số điện thoại giúp em. 9K38 kèm số này. Bao nhiêu con chị? 9K38 kèm số điện thoại cho em. Chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Chấm lên tương tác của em nha các chị gái ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm. Rồi một con hồng siêu đẹp nha các chị gái nhá. Rồi 9K38 này, 9K38 cho chị Sang Sang nè. 9K38 cho chị Sang Sang nha. Rồi 9K36 em hết rồi trời ơi. Rồi một con siêu đẹp nha các chị ơi. Con này size 36 giùm em, lên giùm em nào. Rồi cho em mã hồng 9K kèm số em. Hồng 9K kèm số điện thoại cho em. Trời ơi mặc lên, mặc lên chị có thấy ngực tôi nha các chị gái nhá. Rồi 9K này. Rồi 9K mã hồng, 9K mã hồng kèm số điện thoại giúp em. 9K mã hồng nhá. Mã hồng 9K kèm số điện thoại giúp em này. Mã hồng 9K kèm số nhá. Hồng 9K kèm số điện thoại giúp em. Hồng 9K kèm số này chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Sao bên này em không thấy ai chấm ai hết vậy? 9K này, 9K nhá. 9K36 em hết rồi nha. Em còn 9K này. Em còn 9K hồng. Hồng này, 9K36 chị Sang Sang này. Sang Sang có chưa? Rồi. Rồi 9K mã hồng này, 9K mã hồng cho chị Mùa Hè Văn. 9K một mã... Rồi 9K. 9K mã hồng cho chị Mai Trang Nguyễn trước nhá. 9K mã hồng cho chị Mai Trang Nguyễn trước nè. 9K mã hồng cho chị Mai Trang Nguyễn nè. Rồi một con siêu đẹp màu đỏ nha các chị gái nhá. Một con màu đỏ size 34. Rồi đây xem em mã 34 này, 34 kèm số điện thoại giúp em này, mã 34. 34 9K kèm số em, 34 9K kèm số nha các chị gái nhá. 34 9K kèm số này, con này mút bình thường nha các chị gái nhá. 9K 34 kèm số em, comment đúng mã giúp em này. 9K mã 34 kèm số điện thoại giúp em, 9K 34 kèm số này. Rồi 9K 34 kèm số điện thoại giúp em, 9K 34. Rồi em lên con cuối nha các chị gái nhá. Bây giờ em lên con cuối cho các chị yêu mình này. Chấm lên tương tác đẩy lực view giúp em. Chấm lên tương tác đẩy lực view giúp em này, hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hộ giúp em nhá. Rồi 34 này, 34 cho chị Linh Huyền. 349K cho chị Linh Huyền. Các chị nào mà có hàng đơn hàng 39K thì các chị chốt đủ đơn giúp em. Đơn cứ 80K là em ship hàng được nhá. Rồi cho chị Đỗ Minh Sao này, 349K em hết rồi nhá. Rồi con này size 34 luôn này, cho em mã đen 9K kèm số em, đen 9K nào. Đen 9K kèm số điện thoại giúp em, hàng xuất Nhật nhá các chị gái nhá. Hàng xuất Nhật giùm em này. Rồi con này 9K mã đen kèm số em, đen 9K kèm số nhá. Đen 9K kèm số điện thoại giúp em, comment đúng mã giúp em nhá. Đen 9K kèm số này. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn nha các chị gái nhá. Em sẽ bắt đầu like giá bình thường này. Mỗi người một cái. Rồi mỗi chị được một con thôi nhá. Bao nhiêu chị? Rồi. Đen 9K cho chị Mùa Hè Văn 59 hả? Rồi ok bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn nha các chị gái nha. Em sẽ like giá bình thường. Một con su đúc nha các chị gái nha. Một con su đúc siêu đẹp. Con này là dày nha các chị gái nha. Một con su đúc dày siêu đẹp nè. Rồi con này để em coi là size gì đây. Rồi con này là size 34 giùm em. Chị nào mặc size 34 hốt liền con này giùm em nha. Một con su đúc này. Một con su đúc siêu đẹp nha các chị gái nha. Mặc lên này. Mặc lên chỉ có nâng ngực thôi nha các chị gái nha. Mặc lên chỉ có nâng ngực thôi này. Rồi một con su đúc siêu đẹp nha các chị gái nha. Con này là size 34 giùm em. Rồi size 34 nha các chị gái nhá. Rồi con này size 34, chị nào mặc size 34 lên giùm em mã số 1 này. Đồng giá 49K thôi các chị ơi. Đồng giá 49K, em nói thật hàng còn tem. Hàng mới, hàng new 100% nha các chị gái nhá. Các chị đi ra ngoài mua em nói thật không dưới 100.000, không dưới 150 đâu nha các chị gái nhá. Rồi con này size 34 nha các chị gái nhá. Một con su đúc này, một con su đúc này, một con su đúc mua dày nha các chị gái nhá. Size 34 rồi lên giùm em mã 1 kèm số của em này. Rồi 49K thôi các chị yêu ha. 49K mã 1 kèm số của em. 49K mã 1 nhá. Mã số 1 49K kèm số của em này. Mã số 1 cho chị Nguyễn Hương. Mã 1 49K kèm số của em này, mã 1 nhá. Mã số 1 49K kèm số của em này. Mã 1 49K nhá. Rồi em lên một con siêu đẹp luôn nào. Rồi con này mã 1 cho chị Nguyễn Hương. Rồi con này size gì đây? Xong thấy size rồi. Rồi con này size 34 luôn nha các chị gái nhá. Con này size 34. Con này là mút bình thường nha các chị gái nhá. Con này là mút bình thường cho em mã trắng kèm số của em này. Mã trắng kèm số nha các chị gái nhá. Con này size 34 giùm em ạ. Size 34 này cho em mã trắng kèm số em, size 34 nè. Rồi size 34 nha các chị ơi, size 34 này cho em mã trắng kèm số của em nè. Rồi size 34, mã trắng kèm số điện thoại giùm em. Mã trắng kèm số này size 34 nha các chị gái nhá. Cực kỳ siêu đẹp luôn nhá. Rồi size 34 này cho em mã trắng kèm số điện thoại giùm em. Con này
Em có size 34 này, size 34 nhá. Rồi size 34, size 34 này kèm mã trắng này, kèm số điện thoại giúp em nhá. Mã trắng kèm số điện thoại giúp em, mặc lên này. Mặc lên chỉ có thấy ngực thôi nha các chị gái nhá. Mặc lên này. Mặc lên là nâng ngực liền nha các chị yêu ha. Rồi có size 38 luôn, trời ơi có size 38 luôn nhá. Rồi con này lên giúp em mã trắng kèm số điện thoại giúp em này, mã trắng nhá, size 34 của em này. Rồi size 34 cho em mã trắng kèm số điện thoại giúp em, size 34 nhá. Size 34 mã trắng kèm số điện thoại giúp em này. Con này là mút bình thường nha các chị gái nhá. Mút bình thường này. Mút bình thường nha các chị gái nhá. Lên giúp em mã trắng size 34, mã trắng kèm số của em này. Rồi size 34 mã trắng nhá, mã trắng size 34 kèm số của em này. Trắng size 34 kèm số nha các chị yêu ơi. Chấm lên tương tác với em nào mọi người ơi. Sao vậy? Rồi trắng size 34 cho chị Thảo Nguyễn một con. Em còn trắng size 34 chị nào lấy thì lên giúp em mã trắng size 34 kèm số điện thoại giúp em nhá. Rồi chấm lên tương tác với em nào cả nhà ơi. Rồi, con này size 34 luôn nha các chị gái nhá. Rồi con này size 34 mút dài này. Rồi size 34 mút dài nha các chị ơi, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Chốt đủ đơn, đơn 80k là em ship hàng được nhá. Rồi một con mút dài này các chị này, một con mút dài nha, mặc lên này các chị này. Mặc lên này. Trời ơi. Nói chung là mặc lên này, nó nâng ngực của mình nha các chị gái nhá. Rồi con này size 34 luôn giùm em này, size 34 nha các chị gái ha. Rồi size 34 cho em mã đỏ kèm số của em này, chỉ có 49k này. Rồi size 34 cho em mã đỏ kèm số của em nha, size 34 nè. Rồi size 34 cho em mã đỏ kèm số của em này, đồng giá 49k nè. Trắng 34. Trắng 34 này. Bên này không thấy. Trắng 34 chốt quyên đặng. Trắng 34 cho chị quyên đặng, các chị chốt thêm một con cho đủ đơn giúp em nha, cho chị Nguyễn Minh Đức này. Rồi chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi, chấm lên tương tác của em này. Rồi con này size 38 nha các chị gái nhá. Con này là size 38 của em, chị nào mặc size to này. Rồi con này còn nâng ngực nha các chị gái nhá. Mút nói chung là mút dày, con này mút dày nâng ngực của em nè. Rồi con này size 38 cho em này, con này size 38 nhá. Size 38 cho em mã nu kèm số của em này, size 38 nha các chị yêu nhá. Rồi size 38 cho em mã nu size 38 kèm số của em này. Nu size 38 nha các chị yêu ha. Nu size 38 kèm số này mặc lên này. Trời ơi nó nâng cái ngực của mình nha các chị yêu ha. Rồi size 38 này, size 38 cho em mã nu nha. Mã nu size 38 kèm số của em này. Mã nu size 38 kèm số của em. Nu size 38 kèm số này chấm lên của em nào mọi người ơi. Nu size 38 nhá. Nu size 38 kèm số của em này. Nu size 38. Rồi em lên một con ren này. Em lên một con ren nha. Con này size 36 giùm em này. Rồi chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Rồi con này size 36 nha các chị gái nhá. Con này size 36 giùm em này. Rồi size 36 này. Trời ơi nó nâng ngực các chị ơi. Size 36 nhá. Size 36 mút dày này. Rồi size 36 mút dày nhá. Cho em mã ren. Ren size 36 nha các chị gái nhá. Ren size 36 kèm số của em này. Size 36 cho em mã ren. Mã ren size 36 kèm số điện thoại giùm em này. Ren nhá. Size 36 cho em mã ren. Mã ren size 36 kèm số này. Ren size 36 kèm số điện thoại giùm em nhá. Ren size 36 á. Rồi một con đây, dây chéo nhá. Rồi mã nu này, mã nu cho chị Hồng Thơm này, mã nu cho chị Hồng Thơm, chốt đủ đơn nha các chị gái nhá. Mã nu cho chị Hồng Thơm rồi nè. Rồi con này size 38 này. Rồi mã nu này, mã nu cho chị Hạnh Bích một con nha các chị, chốt đủ đơn hai con đổ lên là em ship hàng được. Rồi con này size 38 các chị nhìn này, dây chéo nha các chị gái ha. Đằng sau này các chị này, dành cho chị nào mà kiểu tuổi chị nào thích kiểu tuổi tin tin này, các chị này hot lên con này giùm em. Em phải nói là cực kỳ đẹp xô đúc nha các chị gái nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mang chỉ có đẹp thôi nha các chị ơi. Con này size 36 giùm em. Size 36 này. Rồi lên giùm em mã đẹp kèm số của em này. Size 36 cho em mã đẹp này, đồng giá trời ơi một cái áo như vậy có một đồng giá 149k thôi các chị ơi. 49k cho em mã đẹp 49k kèm số của em này. Đẹp 49k kèm số nha các chị ơi. Đẹp 49k này dày nha các chị yêu ha. Đẹp 49k kèm số này, số đúc này các chị này. Đẹp 49k kèm số của em, đẹp 49 nhá. Rồi đẹp 49k kèm số của em này, chấm mày của em nào mọi người ơi. Rồi đẹp 49k mã đẹp này, mã đẹp nhá. Size 36. Đẹp 49k kèm số của em đẹp nhá. Đẹp 49 đó. Các chị cẩm lên Nguyễn. Các chị chốt đủ đơn giúp em nha mọi người ơi, chốt đủ đơn giúp em vừa nhá. Đẹp của chị cẩm lên Nguyễn này. Đẹp của chị cẩm lên Nguyễn nhá. Rồi con này size 34 nha các chị ơi, con này size 34 này. Rồi size 34 giúp em con này mút mỏng nhá, size 34 mút mỏng này. Rồi lên giúp em mã đen kèm số của em, size 34 mút mỏng nhá. Size 34 mút mỏng cho em mã đen size 34 mút mỏng kèm số của em này. Mút mỏng kèm số điện thoại giúp em. Rồi một con ren siêu đẹp luôn này các chị nè. Một con ren siêu đẹp nhá. Rồi con này size 36 các chị ơi, con này size 36 nhá. Rồi lên giùm em mã ren, con này là nói chung này. Trời ơi. Rồi cho em mã xanh này, size 36 nha các chị ơi, size 36 này. Size 36 cho em mã xanh size 36 này. Size 36 nha các chị ơi, cho em mã xanh này, mã xanh kèm số của em nhá, mã xanh này. Chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Xanh size 36 nha các chị gái nhá, lên giùm em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá. Rồi cho em mã xanh size 36, cho em mã xanh này. Mã xanh size 36 kèm số của em, xanh size 36 nha. Xanh size 36 kèm số của em này. Xanh size 36 nhá. Size 36 cho em mã xanh. Rồi một con. Con này là mút dày nha các chị ơi, con này là mút dày nhá. Con này mút dày size 34 này các chị này. Rồi con này mút dày size 34 nha các chị yêu nhá. Mút dày size 34 này cho em mã nâu.
Rồi ok chị ơi. Rồi mã nâu này, mã nâu kèm số của em này, mã nâu nhá. Mã nâu kèm số. Mã nâu kèm số của em này, mã nâu nhá. Rồi con này size 34 giùm em, size 34 cho em mã nâu này, mã nâu kèm số điện thoại của em nhá. Mã nâu, mã nâu, mã ren cho chị Thảo Nguyên. Ren cho chị Thảo Nguyên này, ren cho chị Thảo Nguyên này. Rồi cho em mã nâu size 34, mã nâu này mặc lên chỉ có thấy ngực thôi nha các chị yêu nhá. Rồi lên giùm em mã ren à mã nâu kèm số của em này cho em mã nâu nhá. Đồng giá 49k mã nâu cho chị Nguyễn Hương này. Mã nâu cho chị Nguyễn Hương này. Rồi con này là size 38. Rồi con này size 38 giùm em này. Con này mút mã nâu hả? Mã nâu 34. Mã nâu 34 hả? Mã nâu 34. Mã nâu 34 em hết rồi chị ơi, chờ con khác giúp em nha. Rồi size 38 nữa các chị này. Rồi con này size 38 giùm em nha, size 38 của em này. Rồi size 38 cho em mà size kèm số của em này. Đồng giá 49k các chị ơi, đồng giá 49k này. Rồi size 38 nha các chị gái nha, size 38 này. Rồi lên giùm em mã xanh size 38 kèm số của em này. Xanh size 38 đồng giá chỉ có 49k thôi các chị gái nhá. Rồi xanh size 38 kèm số của em này mã xanh nha, mã xanh size 38 này. Xanh kèm số điện thoại giùm em này, mã xanh nhá, mã xanh kèm số này. Rồi size 38 nha các chị ơi, cho em mã xanh kèm số của em này. Mã xanh. Rồi con này size 42 nha các chị gái nhá. Con này size 42 này. Rồi size 42 nha các chị ơi, con này size 42 không mút nha các chị gái ha. Size 42 không mút nè. Rồi lên xem em mã size to kèm số của em này, mã size to nhá. Con này là size 42 nha các chị yêu ha. Rồi mã xanh cho chị Hồng Thơm nè. Em còn mã xanh nha các chị ơi, chị nào lấy thì lên xem em mã xanh kèm số luôn ha. Rồi con này lên xem em mã size to kèm số, con này size 42 nha các chị yêu ha. Con này size 42 không mút này. Rồi lên xem em mã đen à, mã đen kèm số à, mã size to. Mã size to kèm số của em này, mã size to nhá. Size to kèm số điện thoại giùm em, size to kèm số này. Chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Rồi con này một con dạng bra nha các chị gái nhá. Mã xanh cho chị Hạnh Bích một con, mã xanh cho chị Hạnh Bích một con nè. Rồi em còn mã xanh chị nào lấy này. Rồi mã xanh cho chị Thiên Võ Nhất này. Mã xanh cho chị Thiên Võ Nhất một con này. Rồi chốt đủ đơn cho chị đẹp nhá. Rồi một con bra siêu đẹp nha các chị ơi, một con bra nha. Trời ơi con này size nhỏ các chị yêu ơi, cưng chưa. Rồi size 34 này các chị này. Rồi size 34 mã xanh em hết rồi chị em, còn mã khác nha. Rồi con này size 34 giùm em. Rồi lên giùm em mã bra kèm số của em size 34 này. Rồi chị nào mặc size 34 cho em mã bra kèm số của em là mã bra nha. Rồi size 34 cho em mã bra. Rồi size 34 lên cho em mã bra kèm số của em nha các chị gái nhá. Cho em mã bra này size 34 nhá. Rồi size 34 cho em mã bra kèm số của em này. Rồi mã bra kèm số của em nhá. Mút dày nhiều nha chị ơi. Mã bra. Rồi con này mút dày nè các chị ơi, con này mút dày nha. Sao bên này nó ẩn dữ vậy ta? Rồi con này mút dày nha các chị yêu ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm để khỏi ẩn comment nào. Rồi. Rồi con này size. Rồi nâu 34 em chốt chị Quyên Đặng nha chị ơi. Rồi con này size 36 này, bờ ra cho chị Nguyễn Hương. Rồi con này size 36 giùm em. Size 36 cho em mã nâu này, size 36 cho em mã nâu nha. Mã nâu size 36, con này là size 36 nha các chị yêu nha. Rồi chị nào mặc size 36 này cho em mã nâu kèm số của em này. Rồi size 36 nha các chị yêu ơi, size 36 này cho em mã nâu nha. Mã nâu size 36 kèm số của em này, mã nâu nha các chị yêu nha. Rồi mã nâu size 36 này, size 36 cho em mã nâu kèm số của em này cho chị Phạm Hạnh nha. Nâu size 36 này, nâu size 36 nhá. Rồi size 36 mã nâu cho chị Thảo Nguyên. Nâu size 36 cho chị Thảo Nguyên này. Nâu size 36 cho chị Thảo Nguyên nhá. Rồi con này size 32 này các chị ơi, con này size 32 này. Con này size nhỏ này, dành cho chị nào size nhỏ nhá. Nâu 36 hả? Nâu 36 để em coi đã nhá. Rồi con này size 32 của em này. Rồi size 32 nha các chị ơi, con này size 32 cho em mã xám này. Size 32 cho em mã xám kèm số này để em coi màu nâu còn không nhá. Rồi con này size 32 nha các chị gái nhá, cho em mã xám kèm số của em này size 32 nhá. Chị nào mặc size 32 này cho em mã xám này. Mã xám size 32 đồng giá 49k nha các chị gái nhá. Xám size 32 kèm số của em này. Xám size 32, 32 mã xám này, mã xám size 32 nhá. Xám size 32 kèm số của em này. Rồi xám nhá, size 32 mã xám kèm số của em này. Xám size 32 nhá. Rồi con này size 34 này các chị này, con này size 34 nhá. Rồi chấm lên tương tác của em nào cả nhà ơi. Rồi con này rất là phải nói là rất là đẹp luôn các chị yêu ơi. Con này rất là đẹp luôn. Rồi size 34 giùm em này, size 34 nha các chị gái nhá. Cho em mã hoa kèm số của em này. Con này nó dây đan nha các chị gái nhá. Con này dây đan à. Rồi lên giùm em mã hoa kèm số của em này size 34 nha các chị gái nhá. Size 34 cho em mã hoa. Mã hoa size 34 kèm số của em này hoa nhá. Rồi size 34 mã hoa này, mã hoa size 34 cho chị Thoa Nguyễn này. Hoa size 34 cho chị Thoa Nguyễn này. Size 34 mã hoa cho chị Thoa Nguyễn này. Rồi con này size Rồi con này size 38 này. Rồi size 38 của em nha các chị ơi, cho em mã tím này, mã tím kèm số của em size 38 nha các chị yêu nha. Rồi size 38 này cho em mã tím này. Em mới vào chị ơi. Em mới lên mà.
lên mà. Rồi size 38 nha các chị ơi, size 38 này. Rồi size 38 cho em mã tím này, mã tím size 38 nhá. Rồi size 38 cho em mã tím này, mã tím size 38 kèm số của em này, mã tím nhá. Mã tím size 38 này, rất là dày dặn luôn. Tím size 38. Rồi size 32 của em này, size 32 nhá. Rồi size 32 mút dày nha các chị ơi, size 32 mút dày cho em mã bi. 32 mút dày mã bi. 32 mút dày cho em mã bi này. 32 xô đúc mút dày. Con này xô đúc không gọng nha các chị gái nhá. Xô đúc không gọng này chỉ có 49k thôi các chị ơi. Chỉ có 49k thôi, xô đúc không gọng nè. Rồi con này xô đúc không gọng nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã bi. Size 32 cho em mã bi. Mã bi size 32 này. Mã bi nha các chị ơi, cho em mã bi. Size 32 mã bi. Chốt chị Thiên gọi nhất. Mã bi size 32 mã bi nè. Tím chốt Thiên gọi nhất. Mã hoa chốt chị Thảo Nguyên. Mã bi. Rồi con này size 36 các chị này, con này size 36 nhá. Rồi size 36 cho em mã trắng này. Size 36 cho em mã trắng, con này mút vừa nha các chị gái nhá. Size 36 mút vừa. Lên xem em mã trắng này, mã trắng kèm số của em này. Size 36 mút vừa nha các chị ơi, size 36 mút vừa cho em mã trắng nhá. Rồi size 36 mút vừa. Rồi size 36 mút vừa này. Rồi size 36 mút vừa cho em mã trắng kèm số của em này, mã trắng nhá. Size 36 mút vừa. Rồi size 36 mút vừa cho em mã trắng. Mã trắng này, mã trắng kèm số của em là mã trắng nhá. Mã trắng kèm số của em này. Được. Rồi mã trắng này. Mã trắng kèm số của em này, size 34 à, size 36 ạ. Một đu với màu đen. Mã trắng cho chị Hào Đăng dồn đơn. Mùa hè văn. Mùa hè văn một con, chị Hào Đăng một con. Em còn một con này, chị nào lấy thì lên xem em mã trắng nữa nè. Em còn một con, chị nào lấy thì lên xem em mã trắng nữa nhá. Mã trắng kèm số điện thoại xem em nè. Mã trắng chị Hào Đăng. Chị Hào Đăng một con này. Linh Huyền. Rồi xong thấy ta. Linh Huyền, mà trắng chốt chị Linh Huyền. Mà trắng cho chị Linh Huyền này, mà trắng chị Linh Huyền nhá. Rồi con này size size 32 của em này, chị nào mặc size 32. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn các chị yêu ạ. Size 32 xô đúc có gọng nha các chị gái nhá. Size 32 xô đúc có gọng này. Rồi con này cho em mã xám này, mã xám của em nhá, mã xám này. Xô đúc có gọng cho em mã xám. Xô đúc có gọng nha các chị gái nhá. Xô đúc có gọng này. Rồi lên xem em mã. Mã xám này, mã xám kèm số em mút dày. Cho em mã xám này. Mút dày mã xám nhá. Trắng này. Ngoan kim chốt hàng lên số cho em chị nhá. Ngoan kim chốt hàng lên số xem em với này. Ngoan kim chốt hàng lên số nhá. Ngoan kim chốt hàng lên số này. Chị nào thấy thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Rồi con này size to nha các chị gái ha. Con này size to này. Rồi con này là size 38 này, size 38 40. Rồi mã xám, mã xám cho chị Thu Hường. Nguyễn Hường. À Nguyễn Hường, em lộn Nguyễn Hường. Con Kim ơi, chốt hàng lên số cho em chị nhá. Rồi con này size 36 38 nha các chị gái nhá. Size 36 38 cho em mã ren. Size 36 38 đều mang đẹp nhá. Size 38, size 36 38 đều mang đẹp cho em mã ren. Mã ren kèm số này đồng giá 49k. Mã ren kèm số em nhá, mã ren nhá. Mã ren kèm số em ạ. Cho em mã ren kèm số nè, mã ren nhá. Rồi con này không mút nha các chị này, chị nào vừa mới sinh này, vừa mới sinh thì mặc lên con này nhá. Rồi con này size 36 này. Rồi size 36 nha các chị ơi, con này không mút nha. Không mút size 36 này, không mút size 36 cho em mã cam. Không mút size 36 cho em mã cam. Không mút size 36 cho em mã cam kèm số của em này, mã cam nhá. Mã cam kèm số của em này. Size 36 không mút cho em mã cam. Mã cam kèm số của em này. Rồi size 36 này các chị này, kiểu da, kiểu đan chéo nhá, kiểu đan chéo này. Rồi chấm lên tương tác của em nào cả nhà ơi. Kiểu đan chéo. Trời ơi đẹp quá các chị yêu ơi. Các chị nhìn này. Phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn nha các chị gái nhá. Rồi size 36 của em con này. Rồi ok chị Ngoan Kim cho thêm một con thủ đơn nhá. Rồi size 36 của em con này nhá. Rồi size 36 mút dày này, size 36 mút dày nhá. Size 36 mút dày cho em mã xanh. Mã xanh size 36 mút dày cho em mã xanh kèm số nè. Rồi mã xanh, mã ren cho chị Phạm Hạnh này. Ren cho chị Phạm Hạnh. Ren cho chị Phạm Hạnh này. Rồi mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá. Mã xanh kèm số của em ạ, xanh. Xanh kèm số đây. Rồi em lên một con bra trắng này. Đây chị ơi, mặc cái loại bra này, mặc áo dài này chị Văn Kim à, chị Mai Trang này. Rồi mã xanh cho chị à, mã xanh cho chị Yêu Luôn này, chốt thêm một con chủ Yên Luôn, chốt thêm một con chủ đơn chị nhá. Mắt bị sai rồi. Rồi một con bra này size 36 nha các chị ơi. Một con bra này, một con bra size 36 này các chị là mút dày nha các chị yêu ha. Mút dày đây, mặc áo dài trắng đây các chị yêu ơi. Mặc áo dài trắng thì phải nói này. Khỏi chê luôn nha. Rồi con này cho em mã trắng, mã trắng lên, mã trắng kèm số điện thoại cho em. Dạng bra nha các chị gái nhá, size 36 dạng bra. Rồi lên xem em mã trắng kèm số của em cho em mã trắng này. Mã trắng size 36 kèm số của em này trắng nhá. Mã ren cái kia. Chốt cái này hả? Rồi. Cái này hay là cái này?
cái kia, cái kia còn lại á. Ừ đúng rồi, cái đó đó. Rồi lên xem em mã trắng này, mã trắng cho chị mua 2 văn, em còn này. Mã trắng em còn, chị nào lấy thì lên xem em mã trắng này, mã trắng kèm số điện thoại cho em. À size 32. Common size này, common size nha các chị ơi. Size 32 cái đó là size 36. Em còn 2 size 32 này các chị nhá. Em còn đúng 2 size 32 này, em còn đúng 2 size 32, chị nào lấy thì lên xem em mã. Ba trắng 32, trắng 32 này. Rồi trắng 36 em hết rồi nha, em còn trắng 32. Rồi chị nào lấy, em còn trắng 36, chị nào lấy thì lên xem em mã trắng 36 nhá. Rồi chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Em còn nha chị Mai Trang Nguyễn ơi, chị lấy không này, em còn này, em còn trắng 36 nhá. Em còn trắng 36 chị nhá. Trắng chốt ngoan kim. Trắng size gì chị ngoan kim ơi, trắng size gì chị gái ơi, size 36 hay là size 3, size 32? Comment đúng mã size 36 cho chị Tâm Nguyễn này, trắng size 36 cho chị Tâm Nguyễn này, một bình. Rồi, con này kiểu dây đan chéo nha các chị yêu ha, kiểu dây đan chéo này. Rồi, con này size 38 cho em, size 38 này cho em mã dây. Dây size 38 kèm số của em, con này. Con này có mút, mút kiểu như là phía dưới, kiểu như là mút mút con này mút cỡ 3 phân này, mút cỡ 3 phân nha các chị gái nhá. Mút cỡ 3 phân này, rồi lên cho em mã dây kèm số của em này, mã dây nha các chị gái nhá. Size 36 mã dây. Size 36 cho em mã dây. Trắng. Trắng có size 34 không? Không, cái đó là 32 rồi, cái kia 32 rồi. Đằng sau này các chị này, kiểu dây đan, kiểu đây dây đan nha các chị gái nhá. Rồi con này cho nên em mã đen kèm số của em hả, mã đen nhá, mã đen kèm số nè. Rồi để em coi đã, trắng 36 còn không mít nữa. Rồi mã dây này cho chị Thao Nguyên, mã dây cho chị Thao Nguyên nhá, mã dây cho chị Thao Nguyên. Rồi, con này là size, con này size 36 nha các chị yêu ơi, con này size 36 phải nói là hôm nay xuất sắc luôn các chị yêu ơi. Rồi, con này size 36 giùm em. Rồi 34 chị Trần Bích chốt trắng 34 lên số cho em chị. Trần Bích chốt hàng 34 lên số giúp em này. Trắng Trần Bích này, em còn một con trắng Trần Bích chốt hàng lên số giúp em này. Rồi 36 nha các chị yêu ơi, size 36 này. Rồi size 36 chỗ ơi mặc lên. Nói chung là tách cũng thành chanh, chanh cũng thành bự luôn các chị yêu ha, cực kỳ đẹp luôn ạ. Rồi, con này lên giúp em mã nu kèm số em này, cho em mã nu nha, mã nu kèm số này mặc lên này các chị này. Chỉ có thấy ngực thôi nha các chị gái nhá, nó nâng cái ngực của mình cần tới bản mặt mình luôn à. Rồi lên xem em mà nu kèm số em này cho em mã nu nhá. Mã nu kèm số em này, con này size 36 nha các chị yêu nha. Rồi size 36 này cho em mã nu size 36 kèm số của em này. Nu size 36 này, nu size 36 cho chị Yên Luân này. Nu size 36 cho chị Yên Luân này. Mã đen dây em hết rồi chị ơi, em còn mã khác. Em còn nha, em còn cứ theo dõi like tại vì bây giờ nó nhiều nha chị ơi, nó nhiều mẫu á. Nên là cứ theo dõi giúp em nha, em còn nè. Cho chị Tết Bắc Nguyên này. Rồi chấm mày tương tác lên giùm em nào mọi người ơi. Chấm lên tương tác của em nào. À chị lấy size gì chị Hoan Nguyễn ơi, em còn dây này, em còn dây này. Rồi con này là size 36 này, size 36 lấy thì ok này. Ok ok chị Hoan Nguyễn này. Rồi lên số đi chị Hoan Nguyễn ơi. Nu có 38 không em? Em có đủ loại size, đủ loại màu luôn nhá các chị gái nhá. Cứ theo dõi like giùm em. Em có nhiều nhá, em có nhiều này. Nói chung là nu thì em có một màu trời nu luôn nha các chị ơi. Nu thì em có một bầu trời nu luôn. Rồi nu 36 hả? Nu 36 để em coi đã nhá. Nu 36 này, em còn màu khác, em còn màu khác các chị ơi. Nói chung là nhiều lắm các chị yêu ơi. Hàng nói chung là hàng đây là hàng xuất Nhật nha các chị yêu ha. Hàng xuất Nhật còn nguyên tang nguyên mạc luôn nhá. Rồi con này size 38 giùm em. Rồi size 38 đây các chị ơi. Nu 38 có không em? Đây chị nhá. Rồi nu 38 đây chị nhá. Nu 38 đây. Rồi nu 38 mút dày nha các chị yêu nha. Lấy mã đen lên số cho em không em để người khác. Mút dày 2 phân này, mút dày 2 phân nha các chị ơi, mút dày 2 phân này. Nu 36 hả? Nu 36 đây các chị comment mã giúp em này, lên xem em mã 1 kèm số điện thoại giúp em. Con em đang mặc là size 38 này. Rồi size 38 cho em mã 1 kèm số em, size 38 mã 1 này. Size 38 mã 1 em có đúng 3 con nha. Size 38 mã 1 này kèm số điện thoại giúp em. Size 38 mã 1 kèm số em này, size 38 mã 1 nhá. Size 38 mã 1 kèm số em mặc lên. Em nói thật chỉ có nâng ngực thôi nha. Rồi size 38 mã 1 kèm số của em này, size 38 mã 1 nhá. Mã 1. Rồi ok chị Hoan Nguyễn. Rồi ok chị Hoan Nguyễn này, rồi mã 1 nhá các chị gái nhá, mã 1 này. Mã đen 34 hả? Đen 34. Có nhiều chị ơi, nhiều lắm. Đen 34 có nhiều lắm các chị cứ comment. Rồi mã 1, size 36 hả? Em không có rồi chị ơi, nu 38 thôi, em còn nu 38 thôi. Lê Oanh chốt hàng. Lê Oanh chốt hàng lên số giúp em này. Rồi nu 38 cho chị Huỳnh Phượng một con này. Em còn một con này. Rồi mã 1 cho chị Mỹ Hạnh Trần một con này. Rồi chị Lê Oanh ơi chốt hàng lên số giúp em này. Rồi Mỹ Hạnh Trần một con nha, cho chị Lê Oanh một con này.
Rồi, cho chị Huỳnh Phượng một con nha, cho chị Huỳnh Phượng một con. Rồi, bờ ra nha các chị ơi, bờ ra này, size 34 nha các chị gái nhá. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Bờ ra size 34 này, rồi cho em mã đỏ kèm số em size 34 nha, chị nào mặc size 34 này. Một con dạng bờ ra nha các chị gái nhá, một con dạng bờ ra siêu đẹp luôn ạ. À. Rồi size 34 hoặc em size 34 nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số em có đúng 3 con nha các chị gái nhá. Mã 1 này, rồi ok chị Huỳnh Phượng, cho thêm một con cho đủ đơn nhá. Dạ đồng da 49k một áo nha các chị gái nhá. Comment các chị em đồng giá là 49k, các chị chốt đổ 2 con đổ lên là em ship hàng được nhá. Rồi con này lên xem em mã đỏ kèm số em kiểu dạng bờ ra nha các chị gái nhá. Rồi size 34 đây chị Hàng Hoàng ơi, con này size 34 như kiểu dạng bờ ra này, size 34. Rồi size 34 của em này, size 34 nha các chị gái nhá. Rồi size 34 của em này, rồi lên xem em mã đỏ kèm số em đỏ cái size 34 kèm số này. Đỏ. Nó lại bị đá ra rồi chị ơi. Đỏ size 34 tự nhiên đá chứ kiểu đá thì con lại. Đỏ size 34 nha các chị ơi, đỏ size 34 kèm số này không thấy, không thấy. Nó bị mất cái comment không thấy luôn á. Rồi size 34 này, size 34 mã đỏ này, đồng giá 49k. Kim giá đi. Đồng giá 49k bên trang bếp chưa? Đồng giá 49k các chị ơi, đồng giá 49k nhá. Rồi, bờ ra cái gì chị Kim Hoàng ơi, chị comment mã nào chị ơi? Đồng giá 49k nha các chị ơi, đồng giá 49k. Rồi, em có bờ ra và hồng này các chị này, bờ ra hồng nhá. Rồi bờ ra hồng con này là size 32 của em nè. Rồi size 32 nha các chị ơi, con này size 32 này. Đỏ 34 của chị Kim Hoàng. Rồi đỏ 34 cho chị Kim Hoàng, đỏ 34 cho chị Kim Hoàng, chốt đủ đơn giúp em nha. Rồi con này size 32 nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã hồng kèm số em dạng bờ ra. Dạng bờ ra nha các chị gái nhá, cho em mã hồng. Mã hồng kèm số em này size 32 nhá. Mã đỏ cho chị Hạnh Hoàng Thị Hạnh này. Em còn đúng một con size đỏ nha các chị gái nhá. Lên, chị nào lên thì comment giùm em mã đỏ kèm số hộ em luôn. Rồi con này cho em mã hồng kèm số em size 32 nha các chị gái nhá. Size 32 mút cực dày luôn nha các chị yêu nha. Con này mút dày tới 3 phân lận nhá. Rồi con này mút dày 3 phân 4 phân luôn ạ. À. Rồi đây xem em mã hồng kèm số em một con dạng bờ ra nha các chị gái nhá. Cho em mã hồng kèm số này đồng giá chỉ có 49k thôi nhá. Rồi đây xem em mã hồng kèm số em này mã hồng nhá. Mã hồng kèm số em này mã đỏ em còn nha các chị ơi, mã đỏ em còn nhá. Rồi chị nào lấy thì lên xem em mã hồng kèm số em này mã hồng nhá. Mã hồng kèm số em mã hồng này, mã hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã hồng kèm số này, mã hồng ạ. À. Mã hồng kèm số điện thoại giùm em, hồng nhá. Hồng kèm số này, chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Rồi con này là size 34 giùm em này, size 34 nha các chị gái nhá. Rồi chị nào mặc size 34 này, một con mút dày nha các chị yêu nha, size 34 này cho em mã xanh. Xanh size 34 kèm số em xanh size 34 này. Rồi xanh size 34 kèm số em nha các chị gái nhá. Con này là mút dày nhá. Rồi một con mút dày siêu đẹp luôn các chị ơi, cho em mã xanh này, size 34 mã xanh. Mã xanh size 34 mã hồng cho chị Hải Lê em con này. Chị nào lấy thì lên giùm em mã hồng nhá. Em còn mã hồng này. Rồi lên giùm em mã xanh kèm số của em này mã xanh nha các chị yêu nhá. Rồi cho em mã xanh size 36 à size 3. Size 34 nha các chị gái nhá, size 34 cho em mã xanh. Mã xanh kèm số của em này mã xanh, đồng giá chỉ có 49k đồng giá chỉ có 49k thôi các chị yêu nhá. Rồi cho em mã xanh kèm số của em. Rồi xanh. Rồi size 38 nha các chị yêu ơi, size 38 này. Rồi chị nào mặc size 38 này. Rồi size 38 nha các chị yêu ơi, size 38 này. Rồi lên xem em mã đẹp kèm số của em là size 38 nhá. Rồi size 38 giùm em ạ. Chị Bích Ngọc ơi, có gì tí nữa xuống live em sẽ kiểm tra lại chị nhá. Bây giờ em đang live chị đừng có gọi bên em nữa nhá. Đang live thì đừng có gọi. Bây giờ chị biết sao không? 12 giờ trưa và 7 giờ tối là bên em live nên là đừng có chị nào gọi nhá. Nó sẽ gián đoạn bên việc live của bên em á. Rồi size 38 nha các chị gái nhá. Size 38 này cho em mã ren. Mã ren size 38 kèm số em ren này. Size 38 nha các chị gái nhá. Cho em mã ren kèm số em này size 38 nha mọi người ơi. Size 38 cho em mã ren. Mã ren size 38 kèm số em này ren. Size 38 cho em mã ren. Ren size 38 kèm số em này ren nhá. Chị nào lấy thì lên cho em mã ren kèm số em này. Rồi em lên một con siêu phẩm này. Rồi con này su đúc nè, mã đẹp này, mã đẹp cho chị Lê Oanh này, mã đẹp cho chị Lê Oanh nha. Ủa mã đẹp là cái nào chị? Em chỉ có mã ren thôi nha, mã ren cho chị Nguyễn Thùy Hương. Minh Tuyền Phạm ơi, chị comment cái nào ơi chị ơi, mã ren. Ren 38 của Hồng Thơm. Ren 38 cho chị Hồng Thơm, ren 38 chị Hồng Thơm, em còn mã ren nha, comment đúng mã xem em. Ren 38 cho chị Lê Oanh một con, ren 38 chị Lê Oanh một con, rồi một con su đúc nè các chị này, một con su đúc nha. Rồi. Con này size 32 nha các chị yêu nha, con này size 32 này. Rồi chị nào mà mua cho các bé đấy, mua cho bé này, mua cho con gái mình nào. Rồi mã đẹp là màu nào các chị ơi, mã đẹp là màu nào? Mã đẹp là màu nào chị Hồng Hằng Thị hỏi nhớ. Rồi con này lên xem em mã bé kèm số em, chị nào mà mua cho con gái mình nào. Chị ơi, nhân viên đang check tin nhắn chị nhá. Chị nào mua cho con gái mình nhá. Rồi mã ren em hết rồi chị ơi, em còn mã khác nha. Rồi chị nào mua cho con gái mình nhá, mua cho con gái mình này, lên xem em mã bé kèm số em này, mã bé nhá. Mã bé kèm số em mút dày thì các chị yêu nha, cho đây mã bé xô đúc nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã bé này, mã bé kèm số em cho đây mã bé size 32.
Size 32 mã bé kèm số em, size 32 mã bé nhá. Size 32 mã bé á. Mã bé size 32 kèm số em này. Bé size 32 nhá. Bé size 32. Mã bé size 32 nhá. Mã bé size 32. Để em coi cái này là size gì đây. Mã bé size 32 nhá. Rồi con này là size 34 này các chị này, con này size 34, mã ren em hết rồi chị ơi. Mã ren em hết nhé. Ren 38. Ren 38, ren 38 em hết rồi chị ơi. Em còn mã khác nha. Rồi con này size 34 này các chị này. Chị Tám ơi, chị chốt mã gì 34 chị ơi? Cái này 34. Trời ơi, chị chốt cái gì ấy chị? Minh Tuyền Phạm ơi, chị comment mã giùm em với. Chị nói như vậy, em không biết cái nào luôn ấy. Rồi con này cho em mã nâu. Mã nâu kèm số em size 34 nha các chị gái nhá. Size 34 cho em mã nâu. Mã nâu size 34 kèm số em này, mã nâu nha. Rồi size 34 này. Rồi size 34 nhớ chờ size 34 cho em mã nâu. Mã nâu size 34 kèm số nó. Nâu size 34 nhá. Nâu size 34 này. Nâu size 34 nha các chị ơi. Nâu size 34 nha. Rồi chị ơi, hết rồi. Rồi em còn đan dây này các chị này. Con này size 38 của em. Rồi lên giùm em mã dây. Mã dây kèm số em này, mã dây nhá. Kiểu đan dây. Rồi con này size 34. Rồi con này size 34 mã xanh. Size 38 nha các chị ơi, mã nâu. Mã nâu này Diệp Trần ở Diệp Trần. Rồi ok. Mã xanh là ai? Mã xanh kìa. Rồi mã xanh. Rồi mã xanh đây, mã xanh đây cho chị. Ừ, đây đây đây. Mã xanh đây. Rồi con này lên xem em mã dây kèm số của em nha các chị gái nha, cho em mã dây. Mã dây kèm số của em con này là size 36 nha các chị yêu ha. Rồi à size 38 chứ lộn, size 38 nha, cho em mã dây. Mã dây kèm số của em, chị nào mà tin hot liền con này giùm em nhá. Cho em mã dây kèm số của em con này là mốt bình thường nha các chị yêu nha. Con này mốt bình thường 2 phần. Rồi lên xem em mã dây. Mã dây kèm số của em này, mã dây nhá. Cho em mã dây kèm số của em này. Mã dây kèm số điện thoại ra. Em còn size này, em còn size, chị nào lấy thì lên xem em mã dây kèm size giúp em. Em có size 36 với lại size 38 nhá. Size 36, size 38, chị nào lấy thì lên giùm em mã dây 36, dây 38 hộ em nè. Comment mã dây 36, dây 38 kèm số điện thoại giùm em nha. Dây 36, dây 38 kèm số điện thoại giùm em. Em còn đúng 2 size đó nha. Rồi, mà nâu em biết rồi chị nhá. Rồi, con này là siêu dày luôn nha các chị gái nhá. Con này mút dày luôn à. Con này mút dày luôn nhá. Mang cực kỳ thích luôn hả. Rồi, con này size 32. Size 32 nha các chị yêu ha. Con này là size 32 này. Rồi, mã nâu em hết rồi trời ơi. Con này size 32 mút dày. Rồi dây 36 này, dây 36 cho chị Linh Huyền nè. Em còn dây 38 các chị ơi, dây 36 em hết rồi nhá. Dây 36 em hết rồi này, em còn dây 38. Đây, dây 36 đây, cái đó là dây 38 ạ. Rồi em còn dây 38 nha các chị ơi, em còn dây 38 nhá. Rồi con này size 32 nha các chị yêu nha, size 32 này. Size 32 hộ em cho em mã hồng kèm số hộ em. Con này một con su đúc nha các chị gái nhá, một con su đúc không gọng nha. Su đúc không gọng size 32. Su đúc không gọng size 32 34 đều ok hết nha, tại vì ở đằng sau là có cài này các chị, là size 34. Size 32 34 đều được nha, size 32 34 đều được. Rồi lên xem em mã hồng. Su đúc không cọc, su đúc không cọc, mút dày nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã hồng kèm số của em này. Mã hồng nhá, mã hồng kèm số của em này. Cho em hồng, mã hồng kèm số của em là mã hồng nhá, mã hồng kèm số của em ạ. Hồng. Mã hồng kèm số của em hồng này. Hồng kèm số của em. Rồi em lên một con bờ ra nha các chị gái nhá, một con dạng bờ ra này. Rồi một con dạng bờ ra, con này là size 34 nha các chị yêu nha. Rồi size 34 này cho em mã bờ ra kèm số của em này, size 34 nha. Rồi size 34 cho em mã bờ ra. Con này mút dày nha các chị gái nhá, size 34 này, mã bờ ra kèm số em nó mút dày nha. Rồi mút dày size 34 này, mã bờ ra kèm số em này, mã bờ ra nhá. Mã bờ ra kèm số em mút dày là các chị này, chị nào mà mặc áo dài thì hốt liền con này giùm em nhá. Mặc áo dài này hốt liền con này giùm em. Rồi lên giùm em mã bờ ra kèm số em size 34, mã bờ ra. Mút dày size 34, mã bờ ra kèm số em này, mã bờ ra nhá. Mã bờ ra kèm số em này, mã bờ ra. Mã bờ ra kèm số của em này. Rồi chấm bài giùm em nào mọi người ơi, mã bờ ra nhá, size 34 mã bờ ra kèm số em. Bờ ra chốt chị Vũ Trần. Em còn size 34. Em còn 132 nha các chị gái nhá. Chị nào lấy thì lên giùm em mã bra 32 cũng có luôn nhá. Bra 34 cho chị Vũ Trần. Bra Vũ Trần này, bra Vũ Trần, bra Vũ Huyền này. Em còn bra nha các chị gái nhá. Chị nào lên thì lên giùm em mã bra kèm số điện thoại giùm em. Rồi bra này. Vũ Huyền hay Linh Hiền? Vũ Trần có đấy, Vũ Trần, Diệp Trần cũng có đấy. Diệp Trần này. Vũ Trần, Diệp Trần này, Linh Huyền này. Rồi, bờ ra dồn đơn à Hải Lê này. Rồi. Bờ ra size gì chị Nguyễn Hương ơi, chị mặc size gì? Đâu? Linh Huyền đây. Rồi chị mặc size gì? Em còn size 32 này, em còn bờ ra. Tại sao tự nhiên đứng lại ta? Rồi em còn size 32 nha các chị yêu ha. Em còn size 32, chị nào lấy thì lên giùm em mã bờ ra 32 này. Mã bờ ra 32 kèm số em, mã bờ ra 32 kèm số em này, em còn đúng bờ ra 32 nha. Em còn đúng bờ ra 32. À đây. Size gì đây? À em còn đúng bờ ra 32 nha. Size 32 chị nhá. Size 32 hết rồi chị ơi. 34 em hết rồi chị ơi, em còn 32 nha, em còn 32 này.
Ủa sao nó đứng hết ta? Cứ đen 34 em còn size 38 nữa chị ạ. Rồi con này. Cứ đen 34 em còn size 38. Rồi 34 này. Bò ra em còn bò ra là 32 thôi chị ơi, em còn bò ra 32 thôi. Rồi con này size 34 này các chị ơi, con này size 34 cho em mã xanh. Xanh size 34 nha các chị gái nha, xanh size 34 kèm số của em này mã xanh nha. Rồi size 34 cho em mã xanh, xanh size 34 kèm số của em này. Rồi. Size 34 nha các chị gái nhá, size 34 này cho em mã xanh kèm số của em này mã xanh nha. Rồi size 34 mã xanh size 34 kèm số của em này. Rồi xanh size 34. Xanh size 34 này 85. Xanh size 34 với lại 38 các chị nhá. Rồi 34 lên cho em mã xanh kèm size của em size 34 với lại 38 nha các chị yêu nhá. Rồi lên cho em mã xanh kèm số của em con này mút dài 2 phân nha. Mút dài 2 phân này các chị này, lên cho em mã xanh kèm size của em 34 hoặc 38 nhá. Rồi 34 hoặc 38 này lên cho em mã xanh kèm size kèm số điện thoại cho em. Kèm size kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Rồi xanh rồi nữa chị Hải Lê size 34. Rồi, size 34. Em còn 34 với lại 38 chị nào lấy thêm lên giùm em mã xanh kèm size của em luôn nha. Xanh kèm size nha các chị yêu nha, xanh kèm size của em à. Rồi, 34 nè các chị ơi, con này 34 nè. Rồi size 34 nha các chị gái ha. Rồi lên giùm em mã ren kèm số của em này, một con ren 34 này. Rồi một con ren 34 nha. Rồi lên giùm em mã ren kèm số của em này. Rồi chị chào chị bánh bao bự nhá. Rồi lên giùm em mã ren. Trời ơi, mặc lên này. Nâng ngực của mình nha các chị gái nhá. Nó nâng này, nó nâng phần trên là các chị nhìn này, nhìn cái khe này. Rồi lên xem em này cho em mã ren kèm số của em này size 34 nhá. Rồi size 34 cho em mã ren xanh 34 hả? Xanh 34 này. Rồi xanh 34 này cho chị Minh Tuyền Phạm này. Rồi xanh 34 cho chị Minh Tuyền Phạm nhá. Xanh 34 cho chị Minh Tuyền Phạm này. Size 38 không em? Bỏ ra trắng size 38 để em coi đã chị ơi, để em coi đã nhá. Rồi con này lên xem em mã ren. Mã ren kèm số em ren 34 cho chị Nguyễn Hương. Ren 34 cho chị Nguyễn Hương có đơn chưa? Là Nguyễn Hương. Nguyễn Hương lên số giúp em nha chị Nguyễn Hương ơi, tại vì bọn em có nhiều Nguyễn Hương nên là các chị phải lên số 38. Xanh 38. Đây, 38. Rồi xanh 38 cho chị Huyên Trân này, xanh 38 cho chị Huyên Trân này. Rồi con này bờ ra 38 đây chị Hạnh Bích ơi, được thôi ok nhá. Rồi được thôi ok, con này là mút mỏng, có mút nhưng mà mút mỏng nha chị yêu nha. Con này có mút nhưng mà mút mỏng này. Được thôi ok nha chị Hạnh Bích này, được thôi ok nha. Em còn đúng một con bờ ra này, một con bờ ra trắng này. Đây. Rồi lên xem em mã bờ ra này, mã bờ ra, mã trắng này, mã trắng kèm số của em một con bờ ra trắng nha các chị yêu nha. Rồi con này lên xem em mã trắng này, mã trắng. Ok chị Nguyễn Hương. Ông Nguyễn Hương lên số gì vậy? Đây hồi nãy chốt này này. À. Rồi con này lên xem em mã trắng này, mã trắng kèm số của em. Lên thiếu số chị ơi. Rồi lên xem em mã trắng này size 38 chị nhá. Con này size 38 này, cho nên mã trắng ha. Mã trắng kèm số của em này, mã trắng này. Rồi con này mút dài 2 phân này các chị ơi, con này mút dài 2 phân nhá. Ren 38. Rồi ren 38 này, ren 38 cho ai? Ren 38 cho chị Huyên Trân này. Nguyễn Hương ơi, chị lên lại số giúp em nha. Rồi size 34 này. Size 34, mút dài 2 phân này cho em mã tím này. Mút dài 2 phân nha các chị yêu nha, cho em mã tím kèm số em là kiểu ren. Rồi size 38 em hết rồi. Rồi lên cho em mã ren, mã ren. Sau rồi chị ơi. Rồi lên cho em mã ren kèm số em này, mã ren nha. Mã ren kèm số em này cho em mã ren kèm số em là các chị nhá. Rồi size 34 này cho em mã ren kèm số em size 34 nha. Rồi size 34 cho em mã ren. Mã ren size 34 nha các chị yêu nhá. Mã ren size 34 cho em mã ren kèm số của em này size 34. Ơi, chị lên thiếu số rồi. Size 34 mã ren. Nguyễn Hương ơi, chốt hàng phải lên số chắc chắn à, phải lên rồi. Số đúng chị ơi. Rồi con này mút dài nha các chị gái ha. Con này mút dài này. Size 38 các chị yêu ơi, con này size 38 này. Rồi ok chị Nguyễn Hương. Áo dài chưa có về logo lô mới chị ơi. Con này size 38 các chị ha, cho em mã hồng. Mã hồng size 38 này, bờ ra trắng hả size gì chị ơi. Rồi lên xem em này. Đây, cái này size 40 à. Rồi con này lên xem em mã hồng kèm số em là mã hồng nhá. Ren tím cho chị Bích Ngọc một con, em còn ren tím nhá. Rồi con này lên xem em mã hồng kèm số của em nhá các chị ha. Size 38 cho em mã hồng một con siêu đẹp nhá. Rồi size 38 cho em mã hồng size 38 kèm số của em này. Hồng size 38 này, tím dồn cho chị Nguyễn Hương một con này. Rồi lên xem em mã hồng này, mã hồng kèm số em nhá. Cho em mã hồng này. Mã hồng 38 chốt chị Nguyễn Thùy Hương. Hồng 38 này, hồng 38 chị Nguyễn Thùy Hương này. Hồng 38 chị Nguyễn Thùy Hương nhá. Hồng 38 chị Nguyễn Thùy Hương. Con này đẹp. Cái này công này. Mà cái này đầy quá. Rồi size 32 các chị này. Một con siêu dài, một con dài nha, một con dài. Dài này, dài con này dài phải nói là tới 3 phân lận này, 3 phân 4 phân size 32 này. Rồi size 32 một con siêu nhỏ 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 xinh xinh này các chị này, mặc lên này. Trời ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh này, nó nâng ngực các chị ơi. Nè các chị nhìn này, nó nâng ngực của mình này. Nâng tới bản mặt luôn các chị yêu này. Rồi.
Dùng cho chị nhé. Rồi ok chị Nguyễn Thùy Hương à. Rồi con này lên xem em mã 1 kèm số em này mã 1 nha các chị gái nhá. Size 32. Size 32 cho em mã số 1 nhá. Size 32 lên xem em mã 1 kèm số em này size 32 nhá. Tách cũng thành bự à, lộn. Tách thành chanh, chanh cũng thành bự luôn nha các chị ơi. Nó nâng cái ngực của mình này, nó nâng nha. Rồi lên xem em mã 1 kèm số em size 32 mã 1 này. Trời ơi, mặc đi biển cái này mặc đi biển cũng đẹp không? Mã 1 này, mã 1 kèm số nha các chị ơi, size 32 mã 1 nhá. Rồi size 32 mã 1 kèm số em này. Rồi size 32 mã 1 nhá. Size 32 mã 1 này, đồng giá chỉ có 49k. Em nói thật cái hàng này á, các chị đi ra ngoài mua em nói thật không dưới 100 luôn các chị yêu ạ. À. Không dưới 100 luôn, em thề. Rồi con này su đúc nha các chị yêu ha, một con su đúc này. Rồi con này là size 32 của em nè. Trời ơi, tiếp thế size 32. Rồi size 32 nha các chị ơi, size 32 nè. Rồi xanh đen em hết rồi. Xanh đen em chốt chị rồi mà. Chị Huyền Trân ơi, em chốt chị rồi nha. Rồi size 32 của em nè các chị ơi, size 32 này. Size 32 cho em mã 2 kèm số của em này. Size 32 cho em mã 2 kèm số của em là size 32 nha. Rồi size 32 cho em mã 2, mã 2 kèm số của em là size 32 nha. Rồi size 32 cho em mã 2, mã 2 size 32 kèm số của em này. Mã 2 size 32. Rồi size 32 mã 2 kèm số của em này mã 2 nha, mã 2 kèm số của em này size 32. 49k một áo chị nhá, đồng giá 49k nha. Rồi con này size to các chị nhá, con này size to này. Rồi con này size to còn mút nha các chị gái nhá. Nói chung là chị nào mà bầu ngực to này hốt liền con này giùm em nhá. Con này là nói chung là phần đai bản to nha các chị gái nhá. Đai bản to này. Rồi con này size 38 của em là size 38 nhá. Rồi đây xem em mã nu kèm số em này, mã nu nhá. Mã nu kèm số này. Chị nào mà bầu ngực to này. Ngoan kim được mấy cái? Ngoan kim 2 cái. Ngoan kim được 2 cái rồi nhá. Rồi con này lên xem em mã nu kèm số em này, mã nu nhá. Mã nu kèm số này. Con này con này mút dài nha các chị gái nhá, kiểu như là nó nâng ngực của mình này, bản to nhá, con này bản to nè. Rồi đây xem em mã nu kèm số em này, mã nu nhá, chị nào mà bầu ngực to thì hốt liền con này. Rồi mã nu cho chị Nguyễn Thùy Hương. Mã nu cho chị Nguyễn Thùy Hương. Rồi bra đây chị ơi, nói chung là hôm nay bra nhiều nè. Rồi size 34, bra size 34 nè. Rồi con này là bản bình thường nha các chị gái nhá, bản cũng không quá to và cũng không quá nhỏ. Rồi size 34 nè các chị ơi, size 34 nè. Rồi size 34 này cho em mã vàng kèm số em size 34 nhá. Size 34 cho em mã vàng này. Mã vàng size 34 kèm số em này vàng nhá. Size 34 mã vàng size 34. Size 34 mã vàng nhá, mã vàng size 34 kèm số em này. Vàng size 34 cho em mã vàng nhá. Bra một con bra này. Size 34 mã vàng nhá, mã vàng size 34 kèm số của em ạ. Vàng size 34. Size 34 mã vàng size 34 kèm số này vàng nhá. Size 34 mã vàng. Mã vàng size 34 cái này đúng một cái à. Con này đúng một cái các chị ơi, con này đúng một cái này. Rồi, mã nu em hết rồi trời ơi. Rồi con này size 36 của em, size 36 nè. Con này các chị có thể tùy chỉnh này để cái nâng cái ngực của mình nha các chị gái nhá. Tùy chỉnh cái phần này, tùy chỉnh có cái có nói chung là có cái cài tùy chỉnh để nâng cái phần ngực của mình nha các chị gái nhá, nâng cái bầu ngực của mình nè. Rồi con này lên xem em mã đen kèm số một con siêu phẩm nha các chị ha. Rồi lên xem em mã đen kèm số của em là con này size 36 nhá. Rồi size 36 cho em mã đen size 36 kèm số của em. Các chị có thể tùy chỉnh cái phần này, cái phần có nói chung là có cái phần đai này các chị này. Có cái phần đai các chị nhá để nó nâng, nói chung là nó nâng cái phần ngực của mình thôi nhá. Rồi size 36 giùm em cho em mã đen. Đen size 36 kèm số điện thoại giùm em. Đen size 36 này. Rồi size 36 cho em mã đen. Mã đen size 36 kèm số của em này. Rồi mã đen size 36 Nguyễn Rô ơi, chốt hàng lên số 0 em sẽ nhường cho người sau này. Đen size 36 kèm số của em. Đen size 36 kèm số điện thoại giùm em này. Đen size 36 nhá. Đen size 36 chốt chị Nguyễn Thùy Hương, chị Vũ Trần ơi, cái này là size 36 nha, không phải là size 34 đâu. Nguyễn Thùy Hương size 38. Nguyễn Thùy Hương size 38 á chị, mặc size 38 á chị. Comment nghe rõ nghe các chị ơi, chị Nguyễn Thùy Hương mặc size 38 á chị. Cái đó là size 36 thôi. Size 36 thôi chị ạ. Comment đúng mã giùm em với. Con này size 36 này. Rồi size 36 nha các chị yêu ơi, con này size 36 này. Một con siêu đẹp, một con ren siêu đẹp size 36 đó. Rồi, ren size 36 nhá. Con này à, con này giống y chang. Nhưng mà con này là chỉ là ren thôi nha. Các chị có thể tùy chỉnh này, có thể tùy chỉnh cái phần đai này để rồi, nâng cái ngực của mình nhá. Để nâng cái ngực của mình nha các chị yêu nhá. Rồi lên xem em mã đẹp kèm số của em này cho em mã đẹp nhá. Các chị tùy chỉnh này, tùy chỉnh cái phần đai này các chị nhá, tùy chỉnh cái phần đai này. Muốn nói chung là muốn nâng thì các chị có thể cài nhỏ lại nhá. Rồi con này lên xem em mã 1 này, mã 1 kèm số của em này mã 1 nha các chị gái nhá. Con này size 36 giùm em, size 34 chứ lộn.
size 34 cho em mã 1, à size 36 cho size 36 cho em mã 1 nhá. Mã 1 size 36 kèm số em này, mã 1 nhá. Rồi size 36 mã 1 kèm số em này, size 36 nhá, size 36 mã 1 nè. Con này là mút bình thường này, con này mút bình thường 2 phân. Rồi size 36 này, rồi size 36 mã 1 nhá, size 36 mã 1 này. Rồi size 36 mã 1 chị không nói trước. Tại vì bọn em thấy để nhiều lúc các chị nhận hàng ấy, xong rồi các chị lại kêu gửi sai các chị nhỏ. Rồi mã 1 cho chị Diệp Trần một con, chị nào lấy thì lên giùm em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số của em này, nó có cài, nó có kiểu như là cài trước này các chị này, cài trước này. Các chị có thể tùy chỉnh để nâng cái ngực của mình lên nhá. Rồi lên giùm em mã 1 này, em còn mã 1 nhá. Chị nào lấy thì lên giùm em mã 1 kèm số của em này. Mã 1 nhá, mã 1 kèm số của em ạ, mã 1 ạ. Mã 1 cho chị Bích Ngọc. Mã 1 cho chị Bích Ngọc này, chị nào lấy thì lên giùm em mã 1 kèm số điện thoại giùm em còn đúng mã 1 nha. Mã 1 cho chị, mã 1 cho chị Bích Ngọc rồi nhá. Rồi em lên một con màu. Để em lên con này nè. Rồi. Con này là siêu dài, không, cái này là dài, nói chung là dài 2 phân thôi nha các chị gái nhá. Con này dài tới 2 phân thôi. Rồi dài 2 phân này, con này là size 36 của em. Rồi chị nào mà size 36 này, rồi em còn mã 1 nha các chị yêu nhá, em còn mã 1 này. Rồi size 36 nha các chị gái nhá, size 36 này. Rồi lên giùm em mã ren kèm số em size 36 nhá. Rồi size 36 cho em mã ren size 36 kèm số em này. Ren size 36 nha các chị gái nhá. Ren size 36 kèm số điện thoại giúp em mặc lên là tắt cũng thành bởi luôn các chị yêu nè. Rồi. mã ren kèm số em size 36 nhá. Size 36 mã ren size 36 này. Em có size 36 với lại size 34, chị nào lấy ren lên giùm em mã ren kèm size của em 34 với lại 36 nhá. Mã ren 34 hoặc 36 của em. Ren 34 hoặc 36 giúp em nhá. Ren 34 hoặc 36 á. Ren 34 hoặc 36 giúp em. Ren 34. Mã đen 36. Ren 36 chốt chị Diệp Trần. Ren 36 cho chị Diệp Trần. Em còn ren 36, em còn ren 34 nhá. Em còn ren 36, em còn ren 34, chị nào lấy này. Ren ren Nguyễn Râu ơi, chốt hàng lên số đi chị đẹp ơi. Râu có số rồi. Rồi mã đen 36 cho chị Nguyễn Râu một con này, em còn 34. Em còn ren 34, chị nào lấy thì lên giùm em mã ren 34 kèm số điện thoại giúp em nha. Em còn ren 34 này. Rồi, em like bằng hai máy nên là chị nào chốt trước là em sẽ để cho chị đấy nhá. Rồi các chị phải nhanh tay của em này. Rồi em con này em có 3 con này. Không biết là size gì đây. Rồi size 34 này, sao nhiều size nhỏ thế ta? Còn không? Lên 36 em hết rồi, em còn lên 34 thôi. Rồi con này 34 này các chị ơi, con này 34 nha. Con này 34 mút dài 2 phân này các chị này, size 34 mút dài 2 phân. Rồi lên xem em mã hồng kèm số em là mã hồng kem nha các chị gái nhá. Hàng hàng đẹp lắm rồi, cảm ơn chị nè. Rồi lên 36 em hết rồi, trời ơi, lên 36 em hết rồi, em còn lên 34 nè. Rồi con này là size 34. Size 34 giùm em nha các chị gái nhá. Size 34 này mặc lên này. Mặc lên chỉ có nâng ngực thôi nha các chị gái nhá. Mặc lên chỉ có nâng ngực thôi. Ngực của mình nó nâng tới cả bản mặt luôn à. Rồi lên xem em mã hồng kèm số em là mã hồng size 34 mã hồng nhá. Em có đúng 3 con là size 34 thôi. Size 34 mã hồng size 34 kèm số em là hồng size 34 nhá. Hồng size 34 kèm số em, hồng size 34 này. Hồng size 34 kèm số điện thoại cho em này, hồng size 34 nhá. Hồng size 34 em có bra nha các chị gái nhá. Chị nào lấy thì chị nào thích kiểu bra thì lên em lên con bra nhá. Rồi 34 này em có này, hàng 34 nói chung là 34 nhiều quá. Hồng 34 cho chị Hải Lê một con, hồng 34 cho chị Hải Lê một con. Chị nào lấy hàng 34, hồng 34 nữa thì lên cho em hồng 34 kèm số này. Hồng 34 này, hồng cam 34 cho chị Bích Ngọc một con này. Chị nào lấy thì lên xem em mã hồng 34 nữa nha. Em còn hồng 34 này. Rồi chị nào lấy thì lên xem em mã hồng 34 kèm số điện thoại của em hồng 34 nhá. Rồi em lên một con màu cam, nói chung là màu cam thì cực kỳ ít luôn nha. Rồi con này là bản to nha các chị gái nhá, một con bản to này. Rồi một con bản to. Hoa Vũ Diệu Thịnh hả? Gửi đơn chị chưa mà rồi, Sơn rồi thấy rồi chị ơi. À rồi cử rồi. Rồi bra hả chị ơi? Bra size gì chị Thúy Vi ơi? Bra size gì? Em còn bra size nhỏ này. Em còn bra size nhỏ các chị nè. Rồi nói chung là em còn nhiều lắm. Rồi size 32. Ủa cái này size 32 á. Rồi size 32 34 này, size 32 34 rồi. Ôi mặc lên này, mặc lên chỉ có nâng ngực thôi các chị yêu nè. Rồi hồng 34 cho chị Minh Tuyền Phạm này, hồng 34 cho chị Minh Tuyền Phạm. Chị nào lấy hồng 34 nữa thì lên giùm em mã hồng 34 của em nhá. Rồi đây các chị này, các chị nhìn này cực kỳ đẹp luôn các chị yêu nhá. Rồi con này lên giùm em mã cam kèm số em này, mã cam size 34 nè. Rồi size 34 nha các chị gái nhá. Cho đây mã cam kèm size 32 34 này, size 32 34 này. Rồi size 32 34 cho em mã cam. Rồi em có bra màu trắng này, em có bra trắng cho chị Thúy Vi một con này. Bra trắng cho chị Thúy Vi một con. Rồi lên giùm em mã cam kèm số em này, mã cam. Của Thúy Vi. Hồng cam là của Minh Tuyền Phạm. Là cái bra á, chị kêu cái bra trắng á. Rồi ok chị Thúy Vi này. Rồi con này lên xem em mã cam size 32 34 đều mang được nha các chị gái nhá. Mặc lên là còn chỉ nâng ngực thôi các chị yêu ha. Rồi lên xem em mã cam kèm số em này, mã cam nhá. Mã cam em chỉ đúng duy nhất một con, các chị phải nhanh tay giúp em nha. Các chị phải nhanh tay giúp em này.
Rồi, trời ơi, cưng chưa các chị yêu ơi, một con màu đỏ siêu đẹp này các chị này. Rồi con này size 36 này, 36 mút giày để chị một con. Rồi 36 mút giày này chị ơi, 36 mút giày này một con màu đỏ đô nha các chị yêu nhá. Rồi 36 mút giày này. Rồi 36 mút dài nha các chị gái nhá. 36 mút dài rồi lên xem em mã đỏ đô kèm số của em này mã đỏ đô nha. Rồi size 36 mút dài, size 36 mút dài cho em mã đỏ đô. Size 36 mút dài cho em mã đỏ đô kèm số của em này mã đỏ đô nhá. Mã đỏ đô kèm số của em này mã đỏ đô này. Đỏ đô kèm số điện thoại của em. Rồi con này. Chấm lên tương tác của em nào mọi người, sao tự nhiên đứng im rồi. Chấm lên của em nào mọi người ơi, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Rồi con này là mút, con này là nói chung là mút mỏng nha các chị gái nhá. Con này là mút mỏng nè. Rồi. Con này mút mỏng sao bao nhiêu nó? Size 40 này các chị này, mút mỏng này dành cho chị nào vừa mới sinh này, dành cho chị nào mà mặc chị nào mặc vừa chị nào vừa mới sinh nè. Rồi thì hot liền con này giùm em size 38 nhá. À size 40 lộ size 40. Rồi con này size 40 này, size 40 cho em mã nu kèm số em size 40 này, đồng giá chỉ có 49k thôi các chị ha. Size 40 cho em mã nu size 40 kèm số của em này. Nu size 40 nhá, nu size 40 kèm số nè. Nu size 40. Rồi mút mỏng nè các chị này, con này nói chung là không mút nhá. Rồi lên xem em mã xám kèm số của em này. Con này là mút mỏng. Không mút luôn nha các chị gái nhá, cho em mã xám này. Rồi, lên xem em mã xám size 38 đấy, cho em mã xám nè. Rồi xám size 38 nha các chị gái nhá, xám size 38 này. Rồi, size 38 cho em mã xám này, mã xám size 38 kèm số của em này xám nhá. Rồi size 38 cho em mã xám này, xám size 38 kèm số của em này. Rồi xám size 38. Rồi su đúc này, su đúc em còn su đúc này các chị ơi, em còn su đúc này. Con này là bản to nha các chị gái nhá. Con này bản to này. Rồi, con này là size 36 giùm em, size 36 nha các chị gái nhá. Mút dày size 36 nè. Rồi size 36 mút dày này. Rồi size 36 mút dày cho em mã đẹp này, mã đẹp nhá. Mã đẹp kèm số của em này size 36 mút dày nhá. Rồi chị lấy mút dày nha em. Rồi ok, là mút dày chị nhá. Nói chung là hàng size nhỏ là toàn mút dày không nhá. Rồi size 36 nữa các chị này. Rồi một con su đúc không gọng nha các chị yêu nhá. Hốt liền con này giùm em, chị nào mà size 36 hốt liền con này giùm em. Tại vì su đúc mà không gọng em có rất ít nha các chị yêu nhá. Rồi lên xem em mã đẹp kèm số em này. Mã đẹp kèm số nha các chị gái nhá. Mã đẹp này, mã đẹp kèm số đây. Tách cũng thành bưởi luôn các chị yêu ơi. Rồi lên xem em mã 1, mã đẹp này, mã đẹp cho chị Mai. Cho chị Mai Trang Nguyễn này. Chị Phí Bích Nguyệt sau rồi nhá. Em còn mã khác các chị yêu ơi, em còn mã khác nhá. Em còn mã khác. Rồi một con siêu, một con giày siêu đẹp nè, một con giày siêu đẹp nha. Rồi su đúc này. Su đúc không gọng nha các chị gái nha. Mã xám này, mã xám chị, mã xám cho chị Hạnh Bích nè, mã xám cho chị Hạnh Bích nha. Rồi con này là size. Rồi con này là size 38 các chị nha. Con này là size 38 mã đẹp em hết rồi. Trời ơi size 38 này. Su đúc không gọng nha các chị gái nhá. Su đúc không gọng là mã xám cho chị Hạnh Bích rồi nhá. Rồi size 38 này, su đúc không gọng nha các chị yêu nhá. Su đúc không gọng này. Rồi lên xem em mã 2 kèm số của em này, mã 2 nhá. Mã số 2 kèm số của em này, mã 2. Con này là mút mỏng nha các chị yêu nhá. Rồi lên xem em mã 2 kèm số của em này, su đúc không gọng mã 2 kèm số của em. Su đúc không gọng mã 2. Su đúc không gọng mã 2 kèm số của em. Comment đúng mã chị Phí Bích Nguyệt ơi, comment đúng mã giùm em với nè. Rồi lên xem em mã 2 su đúc không gọng mã 2 kèm số em size 38 nhá. Size 38 mã 2 kèm số em này, size 38 mã 2 nhá. Size 38 mã 2. Rồi. Em còn đúng một con su đúc không gọng nha các chị gái nhá. Su đúc không gọng màu hồng nè các chị này. Con này là size 38. Dành cho chị nào mặc size 38 mút dày nhá. Rồi size 38 mút dày này. Rồi lên giùm em mã hồng kèm số em su đúc mà. Rồi su đúc không gọng nha các chị gái nhá. Mang cực kỳ thích luôn nha. Rồi su đúc không gọng của em này. Rồi su đúc không gọng nha các chị gái. Mã 2 cho chị sang sang. Mã 2 cho chị sang sang này. Rồi su đúc không gọng nha các chị gái nhá. Rồi lên giùm em mã hồng kèm số của em này mã hồng nhá. Không gọng này size 38. Lên giùm em mã hồng. Con này các chị có thể tùy chỉnh nè. Rồi mã 2 em hết rồi chị ơi. Mã 2 em hết rồi. Rồi lên xem em mã hồng size 38 nha các chị gái nhá. Rồi size 38 này cho em mã hồng kèm số em này. Con này mã hồng nhá, mã hồng kèm số này nói chung là hàng xô đúc mà hàng xô đúc mà không gọng thì cực kỳ ít luôn nha. Rồi lên xem em mã hồng kèm số em ạ. Mã hồng kèm số em rồi một con bra màu nu này các chị này. Rồi một con màu hồng, màu nu bra màu nu này. Bra màu nu size 38 các chị nhá. Một con bra màu nu size 38 này. Rồi lên xem em mã bra kèm số của em này, mã bra kèm số của em này. Mặc nói chung là nó nâng ngực. Rồi mã bra kèm số này. Trời ơi. Chồng thấy là chồng mê luôn các chị yêu ơi. Rồi lên xem em mã nu kèm số của em này, mã nu kèm số của em này size 38 nha các chị yêu nha. Một con bra đúng duy nhất, một con bra là size to nha các chị gái nhá. Rồi lên xem em mã nu kèm số của em này, mã nu nha, size 38 mã nu. Rồi size 38 cho em mã nu size 38 kèm số của em này. Đúng duy nhất một con bra size 38 nhá. Lại mút dày nữa các chị yêu ơi. Lại mút dày nữa nhá. Rồi lên xem em mã nu kèm số của em này. Size nhá. 32. Đây, em lên luôn.
Rồi em lên một con beo beo xinh xinh này các chị này, nu một 38. Con nu 38 này, nu 38, nu 38 Nguyễn Râu, nu 38 cho chị Nguyễn Râu. Trời ơi, có đồng giá 49k thôi các chị ơi, các chị đi ra ngoài em nói thật không dưới 100.000 đâu nha các chị yêu nha. Ít nhất em phải nói thật, ít nhất như hàng xô đúc này, hàng bờ ra ít nhất em phải nói là 150 ít nhất. Hồng. Rồi bờ ra em hết rồi này, mã hồng cho chị Hằng Nguyễn này, hồng cho chị Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn chốt hàng lên số giúp em và chốt thêm một con là em đi à, để em đi đơn chị nhá. Rồi một con dây, dây đan chéo các chị này, một con beo beo xinh xinh này các chị yêu ơi. Con này là hàng nói chung là hàng xuất Nhật nha các chị gái nhá. Nên là hàng còn tem còn mạc luôn nha các chị yêu nha, còn mới tới 100% luôn. Rồi con này bà ra nu em hết rồi, chờ em còn bà ra khác nha. Rồi con này siêu dày của em, con này là size 38 cho bên chị nào. Không thì các chị nào mà mua cho con gái mình ở nhà này, mà mua cho con gái mình nào. Rồi lên xem em mã beo kèm số em, beo xinh đẹp đẹp này các chị này. Rồi lên xem em mã beo kèm số em này, mã beo nha. Mã beo kèm số này. Ngực nhỏ. Nói chung em nói thật các chị mà ngực nhỏ mặc lên là chỉ có nâng thôi các chị ơi. Em này, em cũng mặc áo ngực đây thôi nha các chị ơi. Các chị nhìn này. Chị lên lại số giúp em nha. Mặc lên chỉ có nâng thôi các chị ơi, mặc lên chỉ có nâng thôi chứ không mà ngực mình nhỏ rồi mình mặc cái loại mỏng á, nhìn nó khó nhìn lắm. Nên là các chị nào mà muốn ngực to, muốn ngực của mình nâng lên thì phải về đổ của em nha các chị gái nha. Em mặc lên này, các chị nhìn này, nó nâng cái ngực. Nói chung là mang được cái chị ơi. Hằng Nguyễn lên lại số cho em chị ơi. Rồi con này lên xem em mã beo kèm số em là con này size 32 nha. Nó bị đơ sao chứ? Nó không phát cái này nữa. Bị làm sao trời? Rồi mã beo con này size 32 chị nào mà mua cho con gái mình nhá. Rồi lên xem em mã beo. Con nhỏ là size 32 chị nhá. Đây, size nhỏ đây chị ơi, chị Lê Thị Kim Xuân ơi, con này size 32 chị nào mà mua cho con gái mình nhá. Rồi lên xem em mã beo cực xinh luôn các chị nhá. Dây đan chéo này. Rồi lên xem em mã 32, mã beo kèm số em, đan dây nha các chị gái nhá, kiểu đan dây. Mã beo kèm số em hả mã beo kèm số này. Mã beo. Trời ơi ngực. Toàn ngực. Rồi size 34 các chị này, size 34. Rồi chấm lên, máy nó bị sao nó cứ đờ miết. Chị nào thấy em thấy còn thấy em thì cho em một nút chấm nào. Rồi size 34 nha các chị gái nhá, size 34 giùm em này. Rồi size 34 nha các chị yêu ơi, size 34 một con màu nu siêu cưng luôn nhá. Rồi size 34 giùm em này, size 34. Size 34 mút dày nha các chị ơi, size 34 mút dày nhá. Rồi size 34 mút dày nha các chị ơi, size 34 mút dày. Lên xem em mã đẹp kèm số em này, mã đẹp nha. Size 34 mút dày cho em mã đẹp, size 34 mút dày nhá. Rồi size 34 mút dày kèm số em này, size 34 này. Rồi size 34 mút dày cho em mã đẹp kèm số em này, size 34 mút dày nhá. Rồi size 34 mút dày cho em mã đẹp. Sao tự nhiên bữa nay nó bị sao ta? Chị nào còn thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người. Size 34 mút dày cho em mã đẹp nhá. Beo mút dày không em? Beo mút dày chị Thúy Vi ơi. Cái đó là mút dày nhá. Nói chung là hàng nói chung là mấy cái hàng mà size nhỏ, mấy hàng size nhỏ thường thường là mút cực dày luôn, như con này, như con bra này, mút dày này. Như con bra này mút dày nhá. Em còn đúng một con bra size nhỏ nữa. Rồi con này là size 32. Rồi con này size 32 các chị ơi, con này size 32. Lên 36 đi, rồi sẽ có 36 chị ơi. Rồi con này size 32 các chị nè, con này size 32 nha. Rồi size 32 một con bra size 32 này. Rồi Hằng Nguyễn ok, Hằng Nguyễn này. Rồi bra size 32 các chị này, bra size 32 nhá. Rồi lên giùm em mã trắng kèm số em này. Mã trắng kèm số em nhá. Size 32 này cho em mã trắng này. Rồi size 32 cho em mã trắng kèm số em này. Size 32 mã trắng nhá, mã trắng size 32 này, mã trắng size 32. Trắng size 32 đen 34 đi em. Đen 34 có nhiều lắm chị ơi. Chị Bích Nguyệt ơi, chị chốt mã nào chị ơi? Phí Bích Nguyệt ơi, từ nãy từ đầu live giờ chị không biết là chị em không biết là chị chốt mã nào luôn ấy. 34. Nhưng mà chị chốt mã gì chị ơi? Rồi size 38 các chị này, con này size 38 này. Có mình đúng mã cho em với. Nãy giờ chưa sâu được cái gì. Rồi size 38 cho em là size 38 nha các chị yêu nha. Bị đứng sao á? Hay là thoát ra vô lại. Thoát ra vô lại nó bị. Không, ý là thoát máy này á. Rồi size 38 nha các chị ơi, hỏi chị vậy thử chứ kiểu này là sao. Rồi size 38 các chị nha, lên giùm em mã xanh kèm số em này, size 38 nhá. Rồi size 38 này cho em mã xanh size 38 không. Xanh size 38 nha các chị gái nhá, xanh size 38 này, lên giùm em mã xanh kèm số nè. Nó bị đơ thoát ra rồi nè. Chị vậy ơi. Cứ nó thoát ra rồi này. Bấm lại vậy. Rồi xanh size 38 nha các chị ơi, xanh size 38 này. Rồi lên giùm em mã xanh kèm số điện thoại giùm em, con này size 38 em còn được mấy con luôn nhá. Rồi chị nào lấy thì lên xem em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá, mã xanh này. Ừ.
Đặt đá rồi. Không, bên trang ấy á. Đá rồi, rồi cô lại đi. Rồi lên. Rồi lên xem em mã xanh, nó kiểu đơ xong cái đá. Mã xanh kèm số này. Mã xanh. Là bên trang cá nhân mà, là bên trang bếp. Rồi size 38 này, bờ ra chéo size 38 này chị nào lấy này. À không, cái loại chéo, ngực chéo này. Rồi con này chéo nhá các chị ơi, một con chéo siêu đẹp su đúc nè. Su đúc nói chung là con này có gọng nha, su đúc có gọng nhá các chị nha. Su đúc có gọng này giá chơi chéo này, lên xem em mã dây kèm số của em này, mã dây nhá. Rồi cho em mã dây kèm số của em là con này, lên xem em mã dây. Mút bình thường nhá, nói chung là con này dài tới 2 phân thôi, dài 2 phân. Rồi lên xem em này, cho em mã đen dây này, mã dây nhá, mã dây kèm số của em này. Rồi mã dây nhá, mã size 38 này. Rồi chị nào lấy lên giùm em mã dây kèm số này, mã dây nhá. Chứ các chị vô lại giùm em với các chị ơi. Chấm bài lại này. Mấy chị bên trang cá nhân chấm lại giùm em nào. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm đó. Tự nhiên mạng nó đơ đơ xong thì tự nhiên đá ra. Rồi mấy chị bên trang cho em một nút chấm nào mấy chị ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm đó. Mã dây. Không thấy. Mã dây của chị Hiền Nguyễn Thị ạ. À? Rồi mã dây cho chị Hiền Nguyễn Thị này. Các chị vô lại giúp em với, các chị yêu ơi, vô lại giúp em với này. Tự nhiên nó bị đá ra. Mấy chị bên trang cá nhân vô lại giúp em với này, cho chị Khánh Hiên Trần nhá, cho chị đẹp nào. Rồi chấm lên tương tác của em nào cả nhà ơi. Chấm lên tương tác của em này. Có 34 chị ơi, có 34, 34 nhiều nè, 34 nhiều nhá. Rồi xanh này các chị này, xanh nhá, em lên con xanh này nè. Rồi con này là size 38 của em, con này size 38 này. Mút dài nha các chị gái nhá, size 38 mút dài này cho em mã xanh nhá, xanh này. Size 38 mút dài nhá, xanh size 38 mút dài nè. Rồi, 38 mút dài nha các chị yêu nhá, 38 mút dài nè. Rồi 38 mút dài cho em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá. 38 mút dài cho em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá, mã xanh kèm số này. Mặc lên này, nâng ngực lên nha các chị yêu nè. Rồi mã xanh size 38 mã xanh. Size 38 cho em mã xanh size 38 kèm số của em này. Rồi xanh size 38 nhá. Size 38 cho em mã xanh. 34 em hết rồi chị ơi. 34 đen dày. Đen dày hả? Để em coi đã chị ơi, tại vì nó nằm có cái nó nằm lộn xộn á, nên là em không để em coi đã nhá. Còn thì em lên nhá. Rồi một con đen siêu đẹp này, con này có gài nha các chị gái nhá. Con này có gài. Chị nào đang xem like cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Con này size 38 nè các chị này, con này giống cái con hồi nãy này. Nhưng mà con này là size lớn hơn tí, con này size 38 của em. Rồi size 38 nha các chị gái nhá, con này size 38 này. Các chị có thể cài tùy cài nhá, tùy cài này. Muốn nâng lên thì nâng nha các chị gái nhá. Đây này. Có gài trước nha các chị gái nhá. Con này có gài trước này. Rồi, con này có gài trước nha các chị gái nhá. Lên giùm em mã đen kèm số em size 38 đó. Rồi size 38 cho em mã đen. Mã đen size 38 kèm số em này, đen size 38 nhá. Đen size 38 kèm số em này, đen size 38 ha. Đen size 38. Em có size 38, em có size 36. Chị nào lên thì lên giùm em mã đen kèm size của em 36 hoặc 38 nhá. 36 thì em còn đúng duy nhất một con. Rồi size 36 này. À rồi lên giùm em mã đen. Mã đen kèm size của em. Mã đen kèm size các chị ơi, đen kèm size, size 38 chị Nguyễn Thùy Hương. Em còn size 36, em còn đúng size 36. Một con size 36 và hai con, ba con size 38 này chị nào lấy thì lên cho em mã đen kèm size. Đen kèm size 36 hoặc 38 của em. Đen kèm size 36 hoặc 28 à 38 nhá. 36 hoặc 38 của em ạ. 36 hoặc 38 nhá. Chấm lên tương tác của em nào cả nhà. Đen kèm size nhá, đen kèm size của em. Đen kèm size, nó còn nguyên trong bịch như vậy này các chị nhìn này. Nó còn nguyên trong bịch như vậy nhá. Còn nguyên bịch này. Rồi con này là size. Rồi con này là size 36 của em này, size 36 nhá. Rồi chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi, size 36 của em nè. Rồi con này size 36 nhá, size 36 cho em mã ren. Mã ren size 36 nè. Rồi size 36, con này là mút dày. Rồi size 36 này cho em mã ren siêu đẹp luôn các chị yêu nè. Rồi lên cho em mã ren size 36 nè. Ren size 36 kèm số của em ren 36 nè. Ren 36 nha các chị ơi, ren 36 nè. Rồi ren 36 nha các chị ơi, cho em mã ren 36 này, size 36 nhá. Rồi size 36 cho em mã ren size 36 kèm số của em này ren nhá. Rồi ren size 36 này. Rồi ren size 36 nha các chị ơi, cho em mã ren kèm số của em này size 36 nhá. Rồi size 36 mã ren cho chị Nguyễn Thùy Hương này, mã ren size 36 cho chị Nguyễn Thùy Hương nhá. Rồi em lên một con siêu đẹp này, một con siêu đẹp size 36 của em này. Rồi con này size 36 nha các chị yêu nhá, size 36 nè. Rồi size 36 cho em mã đen kèm số của em này. Con này là mút 2 phân nha các chị gái nhá, mút 2 phân này. Bản to nha các chị gái nhá, con này bản to mút 2 phân. Bản to mút 2 phân size 36 nha các chị yêu nhá, size 36 của em ạ. Rồi size 36 cho em mã đen size 36 kèm số của em này. Rồi đen size 36 nhá. Size 36 mã đen size 36 kèm số của em này.
Còn Beck không mình ơi? Beck chưa về chị ơi. Rồi lên giùm em mã đen size 36 này. Mút 2 phân. Đen size 36 cho em mã đen. Mã đen kèm số em này. 36 mã đen cho chị Nguyễn Lê. Lê Huyền Nguyễn này. Em còn đen 36. À đâu? Hết đen 36 đấy. Bra đen này các chị ơi. Một con bra đen này. Rồi con này size 32. Bem bem cute. Bem bem cute là gì chị ơi? Rồi 32 này các chị ơi. Một con bra. Rồi một con bra màu đen các chị yêu ơi, size 32 này. Rồi size 32 nha các chị ơi. Trời ơi mặc lên chỉ có nâng ngực thôi các chị yêu ơi. Các chị nhìn này. Rồi size 32 nha các chị gái nhá. 49k chị nhá. Đồng giá 49k nhá. Rồi size 32 nha các chị yêu ơi, size 32. Size 32 một con bra màu đen cực kỳ đẹp luôn. Lên xem em mã bra kèm số của em là size 32 nha các chị yêu nhá. Rồi size 32 cho em mã bra. Size 32 lên xem em mã bra kèm số của em là mã bra nhá. Mã bra kèm số của em size 32 mã bra. Đen 34. Đen 34 hả? À đen 36 chứ. À đen này này. Rồi đen 36 á. Đây. Đen 36 đây. Cái đó là gì? Rồi con này lên xem em mã bra. Mã bra kèm số của em này. Size 32 34 này. Chị nào mà size 32 34 này. Lên xem em mã bra. Mã bra kèm số thì em coi. Mã bra 36. Ờ cái đó. Rồi, lên xem em mã bra kèm số của em này, size 32 34 được bao nhiêu? Mút dày chị nhá, mút dày nhá. Nói chung là đa số là mút dày thế thôi. Mút dày nha các chị ơi, con này mút dày nhá. Rồi lên xem em mã bra. Mã bra. Rồi con này mút siêu dày nữa các chị này. Có luôn chị nhá, siêu to siêu khổng lồ luôn. Rồi, 85 là size 38 này. Siêu to hỏi có chị ơi. Rồi size 38 đấy chị ơi, size 38 nâng ngực nè. Rồi size 38 nha các chị gái ha. Size 38 nâng ngực nè các chị này. Tùy chỉnh cái đai này để cho cái ngực nó nâng lên nè các chị nè. Rồi đây xem em mã 1 này, mã 1 kèm số của em này. Rồi size 38 cho em mã 1 nhá, size 38 mã 1 của em. Rồi size 38 này cho em mã 1 nhá, mã 1 size 38 á. Mã 1 nhá, size 38 cho em mã 1 này. Size 38 mã 1 nhá. Size 38 mã 1 ạ. À. Chị cứ chọn đi chị ơi, chị chọn đi. Size 38 mã 1 nói chung là đa số là hàng là mút dày hết á, chị cứ chọn đi chị nhá. Size của chị dễ mà. Size 38 mã 1. Rồi size 36 cứ chị ơi, cho em đỏ này, mã 1 cho chị Hằng Nguyễn này. Một cho chị Hằng Nguyễn. Rồi size 36 cứ chị yêu nè. Rồi size 36 nha các chị ơi, size 36 nè. Rồi size 36 cho em đỏ này, size 36 cho em đỏ này. Có cài đằng trước này các chị này để cho cái ngực nó nâng lên nha. Rồi size 36 này, rồi size 36 cho em đỏ nhá. Đỏ size 36 kèm số em này đỏ nhá. Size 36 cho em đỏ này. Size 36 cho em đỏ kèm số em cài trước nha các chị gái nhá. Đỏ size 36 nè. Rồi chị nào lấy thì lên giùm em mã đỏ kèm số em này, đỏ nhá, size 36 nè. Rồi size 36 cho em mã đỏ đây, em có đúng 3 con nha, em có đúng 3 con. Rồi lên giùm em mã đỏ kèm số em này size 36. Size 36 cho em mã đỏ, đỏ size 36 kèm số em. Đỏ 36 kèm số này, màu đen là được. Đỏ 36 nhá các chị ơi, đỏ nhá. 36 đỏ này, nâng ngực nhá. Đỏ 36 á, đỏ 36 của em. Đỏ 36 nhá. Cái con mà bên kia có size 36 không đấy? Có. Lên lấy cho chị Vũ Hiền đi, dơ lên lấy chị ấy ok. Màu đen đúng không? Ừ. À màu đen còn đây, sao còn 36, đây. 36 chị ơi. Đỏ 36 cho chị Phí Bích Nguyệt. Phí Bích Nguyệt đỏ 36 này, đỏ 36 cho chị Vũ Hiền một con. Đỏ 36 chị Vũ Hiền một con này. Có size 40, có size 40 luôn. Rồi đỏ 36 cho chị Nguyễn Râu. Rồi hết đỏ 36 nhá, hết đỏ 36 nè. Rồi đủ hết ba con này. Đây, màu đen. Đây size 36 màu đen phải không chị ơi? Y chang cái con màu đỏ chị lấy hôm nay chị Vũ Hiền được thôi, ok này, y chang con màu đỏ nhưng mà chỉ là màu đen thôi nhá. Y chang màu đỏ như là màu đen à. Rồi. Lên giùm em này à, được thì ok anh chị nhá. Được thì ok này, bra 36. Bra 36 hai con hả? Bra 36 này. Bra 36. Rồi bra 36 hả? Mã 1 em hết rồi mà chị ơi, Hạnh Bích ơi. Mã 1 em hết rồi. Bra 36 ở đâu rồi để em coi đã. Em coi đã, bra 36 màu đỏ được không chị ơi? Em còn bra màu đỏ đấy. Chị Văn Kim ơi, chỉ mới được 2 cái thôi. Hồi nãy em nhìn nhầm ơi, chỉ mới được 2 cái thôi. 2 cái thôi chị Văn Kim ơi. Rồi để em coi đã size gì đây. Đen 36 Phí Bích Nguyệt. Rồi đen 36. Đen 36 cho chị Phí Bích Nguyệt à đâu?
ok rồi, Vũ Hiền ok rồi. Rồi chị Phị Bích Nguyệt ơi, cho cái khác nha chị ơi. Rồi ok chị Vũ Hiền, rồi ok chị Vũ Hiền nhá. 36 mã đen. Mã đen 36 em hết rồi chị Phị Bích Nguyệt ơi, chị chọn mã khác giúp em nhá. Đen 36. Rồi em hết rồi chị Phị Bích Nguyệt ơi, em chọn mã khác giúp em nhá, chọn mã khác này. Rồi bà ra này, bà ra 36 này chị ơi, bà ra 36 này chị Kim Tuyền ơi. Chị Kim Tuyền có lấy cái này không, để em để cho chị hai con này, chị này 36 này, được cho ok chị Vũ Hiền này. À chị à, cái gì? Chị Kim Tuyền ơi, chị lấy hai con phải không? Được cho ok này. Có 37 38 luôn nha chị, rất là nhiều luôn. Chị ơi, em có hai con này chị Kim Tuyền ơi, bà ra hai con này. Có 38. À. Rồi, 36 đây chị à, chị ơi, chị lấy mấy màu chị ơi? Được dày nhiều mà chị. Trời ơi, bên em đa số là hàng mút dày thôi. Hàng mút dày, đa số là hàng mút dày chị ơi, đa số là hàng mút dày đây. Rồi đây chị ơi, đây chị nhá. Được thôi ok chị này, em để cho chị hai con luôn này. Bra đỏ này chị này, bra đỏ này. Bra đỏ này, bra đỏ nhá. Bra đỏ này được thôi ok chị Kim Tuyên ơi, không thì em like em để cho người khác này. Màu đen. Màu đen hả? Em coi màu đen. Màu đen nói chung bra màu đen thì bây giờ nó ít lắm rồi chị ơi. Màu đen nói chung thì không có, chắc không có đấy. Rồi em lên bra đỏ này các chị này. Bra đỏ thì cũng đẹp này chị này. 36 nhá. Con này size 36. 37 38. Em chỉ có 38, bé 36 đỏ. Rồi bé 36 đỏ cho chị Phí Bích Nguyệt một con này. Là chốt mắt đỏ 36 á. Bra là cái bé. Bra 36 đỏ cho chị Nguyễn Râu một con này, em còn một con này. Chị nào lấy thì lên giùm em mã bra đỏ này. Chị này rồi. Chốt hai con luôn rồi đấy. Hai con giống nhau rồi hả? Không, một con bra mà. Rồi con này lên giùm em mã đỏ kèm số em này, đỏ nhá. Đỏ kèm số này hai màu xa. Chị nãy giờ mà không được coi. Quan kim hả? Rồi lên giùm em này, cho em mã đỏ, em còn đúng một con này em còn đúng một con nha, chị nào lấy thì lên giùm em mã bra đỏ này. Em còn đúng một con size 36 nha các chị gái nhá, mút dày nói chung là mặc sướng lắm các chị yêu ơi. Mặc thử về thử. Đây, em còn bra này, em còn bra xanh, em còn bra vàng các chị này, con này là size nhỏ nhá. Rồi con này là size 34 này các chị này. Con này size 34 em còn đúng một con, em còn đúng ba con này, em còn đúng ba con bra. Bra size 34 các chị này, bra size 34 nha. Rồi lên cho em mã vàng kèm số em này, mã vàng nhá. Mã vàng kèm số của em này. Mặc nâng ngực lên là các chị này, bra đỏ hả? Bra đỏ cho chị Trần. Vũ Trần một con, bra đỏ cho chị Vũ Trần một con. Em hết bra đỏ rồi nha, em còn mã khác các chị nào. Rồi con này size 34, nói chung là size 34 này. 34 36 đều ok hết các chị yêu nha. 34 36 đều ok hết nè. Rồi mã đỏ em hết rồi nè. Rồi lên giùm em mã vàng kèm số em này một con bra nhá. Rồi lên giùm em mã vàng kèm số này em còn đúng duy nhất ba con. Rồi lên giùm em mã vàng kèm số này. Mã vàng rồi, bra đỏ này em còn đúng một con. Rồi ok. Rồi con này 34 36 nhưng mà 34 36 được vẫn trên được mà. Rồi ok này, ok chị Lê Huyền Nguyễn này một con nhá. Lê Huyền Nguyễn một con này. Rồi bra đỏ cho chị Lê Huyền Nguyễn một con này. Chị mẫu mặc size bao nhiêu vậy ạ? À? À, mẫu mẫu 30. Mẫu mặc size 30. Big size luôn chị. Mặc big size luôn. Mẫu mặc size 30. Mẫu mặc size 30. Rồi chấm lên hộ em nào mọi người ơi, chấm lên hộ em này. Ngực em hơi to, không biết mặc size 36 vừa không. Nói chung là quan trọng là cái phần lưng của các chị này, nói chung là quan trọng là phần lưng ấy. Rồi lấy 34 đi. Vũ Trần. Lấy 34 hả? Vậy đổi sang cho bà kia đi. Rồi con này, một con màu xanh siêu đẹp nha các chị ơi. Một con màu xanh siêu đẹp nè. Rồi để em coi là size gì đây. Rồi con này là size 34 này các chị này. Con này kiểu như là giống y chang cái con màu hồi nãy nè. Cái con màu đen hồi nãy nè. Rồi con này có cài trước luôn nha các chị gái nhá. Các chị có thể nâng cái ngực của mình lên à, nâng cái ngực lên của mình nè. Rồi con này cho em mã xanh size 34 này. Size 34 cho em mã xanh. Nói chung là con này size 34 36 đều ok hết nha các chị gái nhá. 34 36 đều được nè. Rồi đây giùm em mã xanh kèm số em này, mã xanh nhá. Mã xanh kèm số em này. 34 36 đều ok, mang cực kỳ sáng da luôn nha các chị gái nhá. Mặc lên nè. Trời ơi. Chồng thấy là chồng mê luôn các chị ơi. Rồi đây giùm em mã xanh. Mã xanh này có 38 không? 38 ở bra 38 này để em coi đã nhá. Rồi con này lên xem em mã xanh kèm số em này, mã xanh nhá, mã xanh này. Size 34 36 đều ok hết này. Rồi lên xem em mã xanh kèm số này, comment đúng mã giúp em nhá, mã xanh này. Mã xanh kèm số em này 34 36 đều ok hết nhá. Rồi tìm cho chị thêm 36 đen nữa. Rồi ok chị nào. Rồi lên xem em mã xanh kèm số em này xanh nhá. Rồi xanh kèm số em này, rồi bra hồng này các chị này, em còn bra các chị yêu ơi. Em còn bra này, rồi size 34 này. 34 này, bra 34 hồng này các chị ơi. Nhanh tay hốt liền con này giùm em. Ngực nhỏ thì chị chốt size 34 hoặc 32 chị nhá.
Mình chốt chị chốt 34 cho chắc ăn. Ờ đúng rồi, chốt 34, tại vì em này em mặc size 34 chỉ cắt bụi thôi. Em cũng 45 kg này, em mặc size 34 nhưng mà cũng tùy theo và cái phần cái lưng của mình nè. Rồi mã xanh 34 Phương Thảo này, em còn xanh 34, chị nào lấy thì lên cho em mã xanh 34 nha. Rồi bra hồng các chị nào. Phương Thảo chốt hàng lên số và chốt thêm một con chủ đơn giúp em này. Rồi size 34 nha các chị yêu ơi, size 34 này một con bra size 34 cho em mã hồng kèm số của em này. Rồi size 34 mã hồng nhá, size 34 mã hồng kèm số của em này. 34 mã hồng nhá, lên bản bự 4. Móc khóa chị có luôn chị ơi, có luôn nhá chị gái nhá, có luôn này. Rồi từ từ em sẽ lên luôn nhá. Rồi lên giùm em này cho em mã hồng kèm số này, mã hồng nhá. Bra mút dày hai mỏng, mút dày chị Nguyễn Râu ơi, con này mút dày nhá, mút dày. Rồi lên giùm em mã hồng cho chị Nguyễn Trang một con. Em còn mã hồng nhá, chị nào lấy thì lên giùm em mã hồng Nguyễn Trang bên trang cá nhân. Bra hồng cho chị Hồng Nam chốt hàng khách cũ á, khách cũ á, có trong inbox. Rồi lên số cho chị Hồng Nam ơi, lên số cho chị Hồng Nam, các chị chốt từ hai cá đổ lên giúp em cho em ship hàng nhá. Rồi em còn mã hồng, chị nào lấy thì lên xem em mã hồng này, em còn mã hồng nhá. Em còn mã hồng. Rồi mã hồng 36 nè. Mã hồng chốt chị Bích Ngọc. Rồi Bích Ngọc, size 36 chị ơi. Con này size 36, em còn size 36 thôi chị Bích Ngọc ơi. Em còn size 36 thôi này. Bra hồng em còn size 36 thì chị lấy, nếu mà chị lấy thì ok rồi. Em còn size bra. Nói chung là em còn hồng là em còn size 36 thôi chị nào. Rồi hồng em còn size 36, chị nào lấy thì lên giùm em mã hồng 36 của em. Hồng 36 nha các chị ơi, lên giùm em mã hồng 36 nè. Rồi lên giùm em mã hồng 36 của em, em còn đúng duy nhất một con hồng 36 nhá. Chị Bích Ngọc ơi, kim 34 em hết rồi, em còn 36 nè chị nè. Em còn hồng 36 nhá. Hai con đổ lên là em ship hàng được nhá, tại vì đơn của các chị phải từ 80k đổ lên là em mới ship hàng được nha các chị nhá. Rồi cái này giống cái con này, mã 1 hồi nãy nè. Hồng Nam chốt mã hồng lên số cho em chị nhá. Hồng Nam. Đi, tại vì có con inbox. Rồi con này size 38, cái chị này nãy chị nào chốt cái gì, mã gì đấy, mã hình như là nãy em lên có chị nào chốt này, có chị nào hốt không được này. Chị chốt sau này, hồng 36 cho chị Nguyễn Mỹ Mỹ, hồng 36 cho chị Nguyễn Mỹ Mỹ này. Chị Bích Ngọc ơi, chị làm sao, chị lấy mã hồng này hả chị? Bích Ngọc ơi, chị lấy mã hồng này hả chị? Rồi vậy chị ok, bỏ nó đi. Rồi hồng Mỹ Mỹ ơi, chốt cái khác giúp em nha. Rồi con này size 38 của em, size 38 nãy chị nào chưa được con này thì hốt liền này. Rồi size 38 nha các chị gái nhá. Rồi lên giùm em mã 1 kèm số của em này, mã 1 nhá. Con này là mút dày ha. Rồi cho em mã 1 kèm số của em, size 38 mút 1. Mã 1 mút dày nhá. Rồi lên giùm em mã 1, mặc lên chỉ có đẹp thôi các chị ơi. Ok đây. Chị Phương Thảo cho chị. Rồi lên giùm em mã 1 này, mã 1 kèm số của em nhá. Size 38 nhá các chị yêu nhá. Rồi size 38 này, mã 1 kèm số của em này. Rồi con này lên xem em mã 1 nha, size 38 mã 1 kèm số của em này, size 38 mã 1 trời ơi mang cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Em phải nói là mang đẹp quá. Mã 1 này, mã 1 nhá. Mã 1 kèm số này, chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi, mã 1 nhá, mã 1 kèm số của em này, mã 1 nhá. Mã 1 kèm số này. Rồi chị nào thích kiểu không mút nè các chị này, con này không mút nè. Rồi dành cho chị nào này, chị nào vừa mới sinh này. Chị nào vừa mới sinh thì hốt liền này. Hồng size 36 còn. Size 40 này, hồng size 36 hả? Hồng size 36 này để em coi đã nhá. Hồng size 36 này, hồng size 36 này mã 10 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Vy. Mã 10 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Vy. À mã 1 chứ, lộ mã 1 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Vy, em hết mã 1 rồi nhá. Để em coi còn nữa không nào. Rồi mã size 36 của ai? Size 36 của ai? Bà ra size 36 này. Rồi bà ra size 36 nè. Rồi cái này size 40 không mút nha các chị gái nha, size 40 không mút này. Rồi cho em mã nu size 40 không mút nha các chị gái nha, dành cho các cô này. Mã 1 dành... hả? Dạ. Mã hồng 36 chốt chị Nguyễn Mỹ Mỹ. Mã 1 hết rồi hả? Mã 1 hết rồi. Mã hồng 36 chốt chị Mỹ Mỹ. Rồi dành cho các cô này, dành cho các cô này. Cỡ tầm mặc size 40 nhá, size 40 này. Rồi lên giùm em mã nu kèm số em này, size 40. Size 40 cho em mã nu. Mã nu size 40 kèm số em nè. Mã nu size 40, mã nu size 40 kèm số em nhá. Con này là size, nói chung là bản to nhá, size 40. Size 40 mã nu. Mã nu kèm số em này, mã nu nhá, size 40 mã nu. Mã nu size 40 kèm số em này, nu size 40 nhá, nu size 40 này. Nu size 40. Mã nu size 40 này. Nô size 40 nhá. Rồi em lên một con ren siêu đẹp này các chị này. Rồi con này size 34 này các chị này, một con size 34 nhá. Một con ren siêu đẹp mút dày này. Nu 40. Nu 40 cho chị Ngọc Bích Thái này, chốt hàng lên số chị ơi, chốt hàng lên số giúp em với nè.
Ngọc Bích Thái chốt hàng lên số giúp em với nhá. Rồi con này là size 34 nha các chị gái ha. Chốt hàng lên số các chị ơi, và chốt đủ đơn hai cái đổ lên là em ship hàng được nè. Rồi size 34 nha các chị ơi, con này size 34 cho em mã ren size 34 này. Trời ơi màu này. Ren theo nha các chị nhá. Rồi ok chị Ngọc Bích Thái cho thêm một con cho đủ đơn giúp em với nè. Rồi size 34 nha các chị gái nhá, lên giúp em mã ren size 34 kèm số em mút dài nha các chị yêu nha. Ren 34 này, ren lên giúp em mã ren kèm số em này, size 34 cho em mã ren size 34 này. Mã ren size 34 nha các chị ơi, ren size 34 kèm số em này. 34 mã ren nha, mã ren 34 này. Mã ren 34 kèm số em, ren 34 nha, ren 34 này. Ren 34 nha, chị nào lấy thì lên cho em mã ren 34 này, mã ren nha, mã ren 34. Ren 34 kèm số em, ren 34. Rồi bra trắng này, mút mỏng này. Chị nào chưa được bra trắng này, size to này bra trắng mút mỏng nhá. Rồi size 40 giùm em, size 40 này. Size 40 nhá, 40 42 đều ok, bon chen được hết nhá. Đều bon chen hết này. Rồi dành cho các cô này, dành cho các cô mặc mặc size 40 này, mặc size 40 này, 40 42 này. 40 42 này, tìm cho chị cái đen đang mặc. Đen đang mặc 36 hả? Cái đen đang mặc, cái ren á chị, cái ren đang mặc có hở hay sao? Rồi con này lên xem em một con bra trắng này, một con bra trắng này. Rồi lên xem em mã trắng kèm số hộ em này, mã trắng nhá. Con này mút mỏng nhá. Con này mút mỏng này, size 40 40. Mã 1 cho chị Nguyễn Ngọc Thảo đi nha. Mã 1 cho cái này. Con tím tím ấy. Con tím tím à? Rồi lên xem em mã trắng kèm số em này, mã trắng nha các chị nha, các chị yêu nha. Con này là mút mỏng này, cho nên mã trắng trắng cho chị Ngọc Bích Thái này, Ngọc Bích Thái dồn đơn. Mã trắng cho chị Ngọc Bích Thái dồn đơn nè. Mã trắng cho chị Ngọc Bích Thái dồn đơn nha. Trời ơi. Ren chịu ổn à. Chịu nổi không mà. 32. Size 32, con này là mút dày 3 phân à. Mút dày 3 phân là các chị này, size 32 nha. Áo mẫu mặc dễ thương ghê. Dạ. Rồi size 32 nha các chị ơi, con này size 32 nha. Rồi size 32 nha các chị gái nha, các chị gái nha, size 32 này. Rồi size 32 một con ren siêu đẹp nha các chị ơi. Lên giùm em mã đẹp kèm số của em, size 32. Size 32 cho em mã đẹp. Mã đẹp kèm số của em này, size 32. Rồi bra trắng em hết rồi chị ơi. Rồi mã 2 kèm số của em này, mã 2 nha, mã 2 kèm số của em nè. Mã 2 kèm số của em, mã 2 nha, mã 2 kèm số size 32. Size 32 cho em mã 2. Size 32 lên giùm em mã 2 kèm số em này. Size 32 mã 2 nha. Size 32 mã 2 kèm số em ạ. Mã 2. Size 32 mã 2. Size 32 mã 2 kèm số em. Chấm lên tương tác với em nào cả nhà ơi. Lên 4 móc hoa đi chị. Mút mỏng hay sao chị ơi? Bông quá, mút mỏng. Rồi bra nu này, size 36 này. Nu size 36. Đây size 36 đấy chị ơi, size 36 38 đều được nè. Rồi size 36 với chị ơi, size 36 này. Bỏ ra size 36 nhá. Rồi, tiếp tục công việc. Rồi bỏ ra size 36 nha các chị ơi. 34 36 đều bon chen được nè. 34 36 đều bon 36 thôi. Con này size 36 thôi. Size 36 cho em mã bra, size 36 cho em mã bra. Đồng giá 49k. Đó đâu ra này, một con bra này cực kỳ đẹp. Hàng mới nữa, ở đâu ra mà có 49k thôi các chị nè. Rồi lên xem em mã bra kèm số em này, mã bra nha. Rồi size 34, 36 này. Rồi size 36 chứ, size 36 nè. Rồi lên xem em mã bra kèm số em này. Mút, nói chung là mút bình thường, mút mỏng mỏng. Mỏng một phân thôi. Rồi lên xem em mã bra kèm số điện thoại của em nào mọi người ơi. Mã bra kèm số này. Bra kèm số của em nha, mã bra. Bra. Mã nu 36, nu bra này, nu bra, ngoan kim, nu bra, comment đúng mã giúp em. Nu bra cho chị ngoan kim. Nu bra cho chị nguyên kim này. Rồi 32, bản to, 32 bản to này. Rồi 32 bản to nha các chị yêu nha. Rồi một con bra bản to này. 32. Size 32 cho em mã cam. 32 mã cam. 32 mã cam kèm số em này, mút dày nhá. 32 mã cam. Size 32 cho em mã cam. Em vừa 32 luôn ý. Đây, các chị nhìn này. Em vừa mặc size 32.
liều vừa nè. 32 mã cam, bà ra 36 hả? Bà ra 36. Bà ra nào chị ơi, em còn màu khác thôi chị ơi, em còn màu trắng nữa con. Em còn màu khác, em còn màu hồng, em còn màu trắng đấy. Lát rồi em lên. Rồi lên xem em mã cam này. Size 32 nha các chị ơi, size 32 34 nè. Rồi size 32 34 cho em mã cam kèm số em mặc 34 cũng vừa luôn các chị này. 32 34 nha, 32 34 bon chen được nè. Rồi lên xem em mã cam kèm số này nó nâng nói chung là nó nâng cái ngực của mình nè các chị nhìn này. Đấy, nó nâng ngực này. Bởi là tắc cũng thành chăn, chăn cũng thành bởi đó. Bởi có thành chưa hống. Rồi, nâng quá này. Rồi lên cho em mã cam này. Mã cam nha, mã cam kèm số nè, mã cam nha. Mặc chỉ có nâng thôi các chị ạ. À. Mã cam. Rồi một con giày nha các chị gái nhá, con này giày nè. Rồi size 34. 36 bắt bản to 36 hả, để em coi đã. Rồi 34 này, 34 nha. Rồi 34 này, 34 36 bon chen được nhá. Em mặc 32, em mặc size 34 mà hơn vừa luôn à. Rồi size 32 này các chị này, size 32. Rồi size 32 nha các chị gái nha, 32 34 đều ok hết nè. Nói chung 36 38 cam cho chị Nguyễn Mỹ Mỹ. Không lên số hả, phải không? Rồi, đây 34 36 này ok hết nha các chị gái nha. Em mặc 34 này, em mặc 34, mặc 32 cũng vừa luôn nè. Tại vì em mặc nói chung là 32 34 đều ok hết nha. Rồi lên xem em mã nâu kèm số em này. 32 34. Ừ, có một con thôi. 32 34 này. 32 34 cho em mã nâu. 32 34 cho em mã nâu. Nâu nha. 32 34 cho em mã nâu ạ. Nâu lên một con siêu khổng lồ. Ui thế biết mặc size 36 thì cái này mặc 34 là bình thường, mặc 36 thì cái này mặc vẫn mặc như vậy chị nhá. Vẫn mặc được bình thường. Nói chung thì em này, em là mặc 34 này, một khi là em mặc 34, nhưng mà đôi lúc thì em cũng mặc 32. 36 thì cũng được, nhưng mà cũng tùy theo về cái lưng của mình nữa. Chị Trang Nguyễn ơi, chị chọn trên đây đi chị ơi, 36 nhiều chị ạ. Chị chọn trên đây nhá. Em coi áo nào 36 này. Rồi cứ chọn trên like đi cô Trang Nguyễn ơi, chị Trang Nguyễn ơi. Rồi con này mút mỏng là các chị này, dành cho chị nào vừa mới sinh này, hoặc này, là dành cho cô này. Nào thích kiểu mút mỏng nè. Rồi, con này là không mút luôn nha các chị gái nhá. Con này không mút, bản to không mút. Trời ơi nó mới tinh khôi, trắng tinh khôi luôn các chị nè. Rồi, size để em coi là size gì đây này. Sai gì đây chị Nhung? 40. Nó vải đây size to, vải size to này. Cho chị một mút dày nu, mút dày nu. Mút mày nu. Rồi con này size cực to luôn các chị nè. Rồi size 40 luôn các chị yêu nhá, size 40 cho em ạ, trắng này. Trắng size 40 của em, trắng size 40 nhá. Trắng size 40, đây chị này, 40 đây chị ơi. 40 này, size 40 này, con này mút mỏng nhá, con này không mút luôn này. Rồi lên cho em ạ, trắng này. Trắng size 40. Trắng size 40. Được bao con này, biết bao nhiêu con? 3 con. Em sẵn được có 1 cái con. Rồi size 36 với chị này, size 36 này. Rồi mã nu. Mã nu. Mã nu, mã trắng em còn mã trắng á. Bra 38 cho chị đi. Đi làm rồi. 38, bra 38 hả? Bra 38 hả? Bra 38, mút dày hay là mút mỏng? Chị thích kiểu mút hay là sao? Rồi, một con đỏ siêu đẹp này. Con này có gài trước nha các chị gài nhá. Mã nu mút dày hay mỏng vậy? Mã nu là cái nào chị ơi? Em còn mã trắng mà. Em còn mã trắng chị ơi, em còn mã trắng nha. Có sao nha chị ơi, 40 có luôn nha. Bên em là có hết nha. Đây, 40 đây chị. Đây nha các chị ơi. Nhìn này. Rồi, các chị có thể tùy tiện nhé. Rồi, size 36 nha các chị yêu nhá. Size 36 của em nè. Rồi size 36 có nút gài nha các chị gái nha, có nút gài để nâng ngực của mình nha. Rồi có nút gài này. Rồi đây xem em mã đỏ kèm số em này, đỏ lên size 36 này. Rồi size 36 một đỏ này, đỏ size 36 cho chị Nguyễn Huyền, Nguyễn Huyền Trân. Nguyễn Huyền Trân. Bra 36 nữa. Em còn đỏ nhá, chị nào lấy thì lên xem em mã đỏ kèm số hộ em. Em còn đỏ này. Em còn đỏ nhá. Ba nu 36 mút dày để chị một cái nhé. Mút dày rồi ok. 36 này các chị này, bra 36 nè. Con này là mút mỏng nhá. 36 mút mỏng nè. Rồi đây cho em mã nu này. Có bản to như mút đầy
đầy lưng ngực không? Có chị ơi. Rồi size 36 nữa các chị này, lên giùm em mã bờ ra, à mã nu. Mã nu kèm số của em là mã nu, mút mỏng nhá, mã nu. Mã nu, nói chung là mấy cái hàng này nó nâng ngực hết nhá. Mấy chị yêu. Đây su đúc, sau đúc này. Đầy đủ sắc thái. Đỏ 34 cho chị Phương Thảo con, đỏ 34 này. 36 này. Rồi 34 đỏ cho chị Phương Thảo này. 34 không? 36 này, 36. Chị coi thử con 34 không? Đấy không? Con đỏ 34 không? Đỏ này này. Đỏ 34, coi thử bên kia, bên chị còn không? Bên chị ạ. Em còn 36 thôi chị ơi. Em còn 36 thôi chị Phương Thảo ơi, size 40 mút. Kiều Nguyễn Mãn Nu. Mãn Nu Kiều Nguyễn Mãn Nu hả? Đây, Mãn Nu cho chị Kiều Nguyễn cho thêm một con cho đủ đơn à. Kiều Nguyễn cho thêm một con cho đủ đơn nha. Phương Thảo ơi, 34 em hết rồi chị ơi. Rồi con này dây đan chèo các chị này, con này dây đan chèo nhá. Rồi size 38 giùm em. Size 38 cho em mã dây size 38 kèm số này. Kiều Nguyễn ơi cho thêm một con cho đủ đơn giùm em nào. Rồi size 38 nha các chị yêu nhá, cho em mã dây size 38 nè. Rồi dây size 38 nhá. Size 38 cho em dây size 38 kèm số của em nè. Mà đỏ thì em còn size 36 thôi chị ơi. Đỏ thì em còn size 36 thôi nhá. Đỏ thì em còn size 36 thôi ạ. Rồi nu đây các chị ơi, nu mút dày này. Đây, nu mút dày, không biết là dày gì đây. Mà dây chốt chị Hiền Nguyễn Thị. Size 34 này. Size 34. Chị Hiền Nguyễn Thị ơi, chị có 2 con luôn ấy. Bữa trước lúc nãy chị còn chốt 1 con nè. Hiền Nguyễn Thị ơi, chị có 1 con rồi, chị chốt thêm hay sao chị ơi. Rồi size 34 các chị này, size 34 mút dày nhá, cho em mã. Mã 3. Size 34 mút dày cho em mã 3 này. Size 34 mút dày cho em mã 3 nhá. Size 34 mút dày. Rồi mã dây chốt chị đây. Nguyễn Hiền Trân. Ừ. Size 34 này, size 34 mút dày cho em mã 3. Size 34 mút dày cho em mã 3 kèm số em này, size 34 mút dày nhá. Đây các chị nhìn này, nó nâng cái ngực của mình nè các chị này. Ok, cái này là chị lấy hay là chị không lấy chị ơi? Chị lấy hay không để em biết chị nhá. Chị lấy thì ok nhá chị nhá. Đây size 34 này. Chồng thấy là chồng mê thôi các chị nè. Rồi size 34 thôi nhá, size 34 này, size 34 này. Cho em mã 3. Size 34 cho em mã 3. Size 34 cho em mã 3 là sao ok kìa. À? Là bây giờ chị lấy thêm một cái hay sao chị ơi? Ok rồi. Không biết. Cứ lựa trên line đi chị ơi, rồi lên giùm em mã. Mã 3. Size 34 này, size 34 mút nâng. Rồi ok hai okay, cái. Chị. Rồi mã 3 này, mã 3 kèm số em này, mã 3 nha, mã 3. Mã 3. Vừa y luôn ý. Size 34 mã 3 nha. Rồi con này kiểu dây chéo chéo ở trước nè. Kiểu dây đan đan ở trước nha mọi người nha. Rồi chấm lên tương tác của em nào cả nhà ơi. Mỗi chị cho em một nút chấm này. Chị gỡ ra cái này đấy. Đây mút dày này các chị ơi, mút siêu dày này chị nào ưng mút siêu dày nè. Su đúc không gọng nha các chị gái nha, su đúc không gọng nè. Má 2 của em. Su đúc không gọng. Siêu dày luôn, su đúc không gọng 32. Su đúc không gọng 32 này. Size 32 nha. Su đúc không gọng size 32. Cho em mã su đúc này, mã su đúc kèm số có em. Có nha chị ơi, có nha. Đầy đủ size luôn. Mút dày như em mặc không? Em mặc là cái nào? Em mặc cái nào? Cái trong hay cái ngoài chị ơi? Cái trong là mút bình thường chị ơi. Cái trong là không mút, em mặc không mút, mút bình thường thôi. Rồi con này lên giùm em mã đẹp đi, mã đẹp kèm số em size 32 này. Xô đúc, à lên giùm em mã xô đúc này. Có cái nào? Có nha, ít có mút nha. Không? Có nha chị Linh Trần ơi. Rồi con này lên giùm em mã đẹp này, mã đẹp kèm số em này, mã đẹp nhá. Rồi cho em mã đẹp nha mọi người ơi, lên giùm em mã đẹp. Con này là mút dày nha các chị yêu ha, size 32 mút dày. Lên giùm em mã đẹp. Mã đẹp nha. Mã đẹp này. Mã đẹp nha các chị yêu ơi, cho em mã đẹp nè. Có cái nào ít mút không? Ít mút hả? Ít mút thì nói chung thì nhiều chị ơi, nhưng mà vấn đề là chị mặc size gì á? Chị mặc size gì chị yêu ơi? Chị mặc size gì chị nói size để em kiếm cho nè. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Đây, cái này này. Cái này nói chung là kiểu như là nó nâng như lòng bàn tay này, nó nâng cái bầu ngực nè. Như kiểu lòng bàn tay này. Rồi cái này size 32 nha. Rồi size 32 nha các chị ơi, size 32 kiểu dây đan đan chéo chéo đó. Size 32 nha. Trời ơi nó đẹp các chị yêu ơi. Size 32 nha.
thấy là chỉ có nghiền thôi các chị ạ. Em nói thật chứ, nghiền. Rồi size 32 thôi các chị ơi, con này size 32 thôi nha. Chật. Em mặc size 32 chật, cái này chật to. Em to. Rồi size 32 nha các chị ơi, con này size 32 nha. Nu 36 mút giày một cái, nu 36 mút giày. Cái đó là 34 phải không? 34, nếu mà ghi 34B là 36 vừa. 34 75 hả? Rồi con này lên xem em mã, 75D. 36, 36 hả? 34 con này 34 à 32 con này 32. 34 75. 32 này cho em mã 1, 32 mã 1 này. 32 mã 1 36 nha. 36 hả? Rồi. 36. 75. 75 34. Đây. Đây bản bự nói chung là bản bự nhiều chị ơi, bản bự đây nói chung là hàng hàng lô này nói chung là bản bự thì nhiều. Rồi. Bản bự đây chị ơi, bản bự đây. 34 36 đều ok hết nha. 34 36 đều ok hết nè. 34 36 nè. Mặc lên nè. Chỉ có thấy dú thôi. Rồi 34 36 này. Trời ơi nó đẹp các chị ơi, mặc lên này. Em mặc ở ngoài thấy cũng đẹp này. Huống chi các chị mặc trong nha. Rồi lên giùm em này, cho em mã nu kèm số em nu. 36 34 rồi ok hết nha. 34 36 này. 34 36 con này, 34 36 nhá. 34 36 đều bon trên. Rồi lên xem em mã nu comment đúng mã giùm em với nhá. Rồi lên xem em mã nu kèm số em 34 36 nhá. 34 36 con này cho em mã nu 34 36 nè, 34 36 nhá. Nu 34 36 chị Hiền Nguyễn Thị ơi. Em có hai size nha. Đâu không, cái này là 34 36 đều mang được hết. Rồi con này 34 36 đều mang được hết à. Rồi mã nu. Mã nu mút dày, mút đầy. Cái này là mút nói chung là dày 3 phân nè, dày 3 phân nha các chị nha. Rồi mã nu, mã nu cho chị Huyền Nguyễn Thị. Các chị phải nhanh tay tại vì hàng này á. Đây. Con này su đúc có gọng nè. Rồi ok chị. 85 85 38. 85 này, à 38 này, xe 38 nè. 38 38 40 độ ok hết nè. 38 40 su đúc có gọng nha, su đúc có gọng nè. 38 40 nha các chị yêu nha, 38 40 này. Rồi 38 40 cho em mã xanh. 38 40 cho em mã xanh. Ôi sao tự nhiên càng nhìn càng to ta. 38 36 38. Càng nhìn càng to. Hả? 36 38 này, mã nu hết rồi chị Linh Trần sao rồi nè. 36 38 nha các chị nhá. 36 38 xô đúc có gọng nè. Xô đúc có gọng nè. Rồi đây xem em mã xanh. Xô đúc có gọng cho em mã xanh kèm số hộ em. Xô đúc có gọng cho em mã xanh kèm số hộ em size 36 38 ạ. Size 36 38 xô đúc có gọng. Rồi các chị muốn tùy chỉnh, muốn nâng kiểu như là đây các chị nhìn này, các chị muốn nâng cái phần ngực của mình này. Các chị kéo ra vậy này, kéo ra vậy này, nó nâng lên cái ngực của mình này, các chị thả ra này đó. Các chị đó. Rồi, mã xanh. Phải miêu tả như thế. Mã xanh cho chị Hiền Nguyễn Thị. Rồi, 90 là size 40. Rồi, size 40 nha các chị yêu nha, size 40 này. Kiểu này về bán áo ngực rồi. Size 40 nha các chị ơi, con này size 40 này. Rồi size 40. Trời rồi, ơi. Ok đúng rồi chị ơi, 4 cái nha. Rồi size 40 nha các chị gái nha, mút mỏng size 40, em mặc lên này, mút mỏng mặc lên mà cũng nâng này các chị này. Rồi, lên giùm em này, cho em mã mỏng kèm số cho em, cho em mã mỏng nha. Mã mỏng kèm số em này size 40 nha các chị yêu ha. Size 40 bản to, size 40 bản to mút mỏng cho em mã. Mã lên giùm em à gì? Quên rồi. Mã mỏng kèm số em này cho em mỏng nè. Mỏng kèm số em nha, mỏng kèm số của em nè. Mã mỏng nha. Đúng duy nhất một con xanh chuối. Không phải xanh chuối mà là xanh gì đây? Xanh lá các chị ạ. Xanh pha hồng. Xanh pha hồng. Này các chị nhìn này, trước ngoài sau nè. Hơi bị chóe. Đi ban đêm các chị ngủ ban đêm. Đi biển các chị mặc không biển. Phải mặc mặc ban đêm á. Khỏi cần đèn. Đèn nó soi vào. Đèn nó soi vào. Hình ảnh sinh động, bắt mắt dễ nhìn. Chiếu chiếu thêm một cái đèn led nữa ok. Các chị ngủ á, tối các chị ngủ á. Chiếu thêm một cái đèn led này. Bơ bơ ảo ảo. Để cho chồng, để cho chồng. Để cho chồng lóe cả mắt. Rồi size gì đây?
80B, 80B là size 36, 38 ạ. Rồi. Nó tưởng là rắn lục kìa. Tưởng là rắn lục. Size 36, 38 nha các chị ơi, size 36, 38 nè. Rồi size 38, 36, 38 nha các chị yêu nha. 36, 38 đều bon trên hết được nè. Rồi lên xem em mã xanh kèm số của em này. Mã xanh kèm số của em một con su đúc nha các chị gái nha, một con su đúc có gọng thôi. Có gọng nha. Rồi 36, 38 cho em xanh. 3638 cho em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá. 3638 cho em mã xanh. Mã xanh kèm số của em này, 3638 nhá. Rồi 3638 cho em mã xanh. Mã xanh kèm số của em này. Đây, mã xanh này. Mà chỉ có nghìn thôi các chị ạ. Mã xanh nhá. Thì gái xinh đâu. Mã xanh. Mã xanh. Chồng tối mặc thôi, chồng tự con rắn lục. Để cho chồng sợ. Mặc lên cho chồng sợ. Rồi size 36 các chị nè, con này size 36 nhá. Rồi size 36 giùm em này cho em mã hồng nhá. Hồng size 36 á. Hồng size 36 nha các chị ơi, size 36 nhá. Rồi size 36 cho em mã hồng, mã hồng size 36 này. 36 38 đều bon chen được nha. 36 38 đều bon chen được nè. Rồi size 36 38 đều bon chen hết nhá. Rồi đây giùm em mã hồng kèm số của em này, mã hồng nhá. 36 38 đều bon chen hết nha, mã hồng. 36 38 đều bon chen hết này cho em mã hồng kèm số của em nè, mã hồng nhá. 3638 đều bon chen hết cho em mã hồng. Mã hồng kèm số. Các chị nào chưa đủ đơn thì chốt thêm đủ đơn giúp em nhá. Không tí nữa em lại xả ra á. Tại vì ngày mai là bên em nghỉ rồi. Mấy chị ơi, mấy chị thấy em thì cho em một nút chấm mấy chị ơi. Chốt đủ đơn giúp em nha mấy chị ơi, để hôm nay em đủ đơn em đi hết đơn nhá. Ngày mai ngày mốt là bên em nghỉ rồi. Nghỉ để đi dã ngoại chơi. Size 36 nè. 36 mỏng mút dày. 36 hồng. Rồi, 36 hồng mút dày cho chị Mai Trang. Mút bình thường, nói chung là mút bình thường 3 phân. Rồi mút bình này, thường 3 phân. Mút bình thường á chị Mai Trang Nguyễn ơi. Rồi mút bình thường nha các chị gái nha, 3 phân size 36 nè. Rồi size 36 này cho em mã vàng. Mã vàng size 36 kèm số của em này. Vàng size 36 nha các chị yêu nha. Vàng size 36 nè. Vàng size 36 này. Size 36 cho em mã vàng nha. Rồi vàng size 36 nè. Vàng size 36 nha. Vàng size 36 á. Mấy cái này hả? Vàng size 36 nè. Vàng size 36. Rồi mút dày, mút siêu dày này các chị này, mút siêu dày nha. Size 32 mút dày này các chị ơi, size 30 mút 2, size 32. 32 34 để bon chen được nha các chị ơi, 32 34 để bon chen được nè. Rồi 32 34. Ôi chị ơi, em cái hôm hồi nãy là mút mỏng này chị nè. 32 34 mút dày này. Ừ. Có mút mỏng mà cái con hồi nãy em lên mút mỏng mà chị ơi. À, chị Ngô Ngô Thúy Hương ơi. Ngô phải Ngô Thúy Hương không? Cái inbox cho em chị Ngô Thúy Hương để em chụp cái bill cho chị nhá. Em làm cái bill của chị rồi nhưng mà chưa thấy chị inbox rồi. Rồi mã vàng cho chị Nguyễn Bích Liên. Mã vàng Nguyễn Bích Liên. Em còn mã vàng, chị nào lấy thì lên giùm em mã vàng nhá. Ngô Thúy Hương ơi, inbox cho em với nha chị đẹp ơi để em chụp cái bill qua cho chị nhá. Rồi size 32 34 để bon chen được nè. 32 34. Nguyễn Minh Mỹ hai cái chị nhá. 32 34 nha các chị yêu nha, 32 34 này. Rồi lên giùm em mã cam. Rồi 32 34 cho em mã cam này. 32 34 cho em mã cam nha. Mặc lên chỉ có thấy ngực thôi các chị nhá. 32 34 này cho em mã cam kèm số của em này, mã cam. 32 34 cho em mã cam. 32 34 cho em mã cam. Mút dày, siêu dày luôn. 32 34 mút kem. Cái viên là cái viên ấy à. Cái viên này thôi. Rồi, em còn dây này các chị này, nãy chị nào dành? Con này sẽ 32 thôi. Size 32 cho em mã dây, con này size nhỏ nhá, chị nào mà mua cho con gái mình nào. Ở đằng sau này kiểu rồi, đang okay, dây. Ok chị, ok chị. 32 cho em mã dây, mã dây. Size 32 cho em mã dây này. 32 lên giùm em mã dây kèm số em này 32 nhá. 32 cho em mã dây. Mã dây. Mã dây 32, Nguyễn Huyền Trân hả? Mã vàng cho chị Nguyễn Râu một con. Cho chị Nguyễn Râu một con này. Chị chào em. Nguyễn Huyền Trân một cái nha chị này. Ơi, okay, lát rồi em vừa lát rồi em gục gửi qua cho chị nha, tại vì bây giờ em đang like này. Lát chỉ có một cái thôi, chị chốt cho đủ đơn giúp em nha. Ngày mai bên em nghỉ rồi nên là không có dồn đơn kem, đâu. Nguyễn Minh Mỹ. Rồi, size 32. 32 34. 32 34. Rồi lên giùm em mã dây. 32 34 mã dây. Mút dày nè. 32 34 mã dây. Em còn nói chung này, cái hàng cái loại dây này em còn rất ít này. Chị nào lấy thì nhanh tay hốt nha. 32 34 này. Mã dây. Không thì chị nào không lấy em hốt luôn. Okay. Cái này em có
4 bát 6 được. Ok ok chị nhá. Nói chung like xong thì bọn em gọi chốt luôn. Rồi size 38 à, size 38 này. À size 36 chứ lộn, size 36 này. Size 36 38 đều bon chen hết nhá. Size 36 38 á. Rồi size 36 38 bon chen được nhá. Rồi lên giùm em mã tím này, mã tím này. Không mỏng chị nhá. Mút dày chị nhá. Mút dày. 36 à, cam 36 thì mút dày chị ơi. Rồi con này lên giùm em mã tím này, mã tím kèm số em size 36 38 ok hết nhá. 36 38 này, 36 38. Rồi 36 38 này, 38. Em thấy chị nhá, nhưng mà nãy giờ chị cứ im lặng thế. Lên giùm em mã size này, lên giùm em mã tím kèm size 36 hoặc 38. Chị Phú Trần, con đen này là size 34 chị nè. 32 34 vừa. Rồi mã dây cho chị Hàng Phạm này, dây cho chị Hàng Phạm. Rồi lên giùm em mã tím này, mã tím lên này. Lên 3 số cuối nha chị ơi, chị Hàng Phạm lên 3 số cuối cho em nhá. Lên 3 số cuối chị Hàng Phạm ơi. Rồi con này lên giùm em mã tím này, mã tím kèm số em này, mã tím này kèm size nha. Size 36 và size 36, size 36 và size 38 này. Rồi lên giùm em mã tím kèm size của em 36 hoặc 38. Tím chốt Lê Huyền Nguyễn. Tím Lê Huyền Nguyễn nha. Chị ơi, chị mặc size gì chị gái ơi? 36 hoặc 38 giùm em. 36 hoặc 38 này, comment mã kèm size 36 tím này cho chị Châu Nguyễn này. Comment đúng mã là có đơn này. Comment đúng mã là có đơn nha. 36 tím này cho chị Châu Nguyễn. Con này dày 2 phân 3 phân này, 36 tím này. 36 tím cho chị Châu Nguyễn này, chốt thêm một con cho đủ đơn chị Châu Nguyễn nha. Rồi em còn tím 38 này, tím 38 thì lên mã kèm size này. À lên tím 36 em hết rồi nhá. Tím 36 cho chị Châu Nguyễn đó, các chị phải comment đúng mã giùm em là có đơn ạ. Rồi em còn tím 38, chị nào lấy tím 38 thì lên giùm em mã tím 38 nhá. Tím 38 à đây, đây. Tím gì đây? Rồi tím 36 này, em còn tím 36, tím 36 này chị nào nãy này. Tím 36 này, Lê Huyền Nguyễn tím 36 này. Lê Huyền Nguyễn tím 36 nhá. Em còn tím các chị ơi, em còn tím này, cứ comment này, cứ comment nè. Tím 36 này, em còn tím 36, cái này 85 rồi. Em còn tím 38 này, tím 38 cho chị Huỳnh Phượng này, tím 38 chị Huỳnh Phượng. Tím 36 hả? Tím 36 để em coi đã, em còn tím 38 thôi. Tím 38 cho chị Huỳnh Phượng rồi này. Tím ba à lộn tím rồi, tím 38 cho chị Huỳnh Phượng rồi nhá. Em còn tím 38 các chị ơi, em còn tím 38 nhá. Em còn tím 38, em hết tím 36 rồi, em còn tím 38 thôi. Em còn tím 38 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì lên giùm em mã tím 38 kèm số này. Lên thì lên giùm em mã tím 38 kèm số điện thoại giùm em nhá. Tím 38 cho chị Mặt Trời của bé cho thêm một con cho đủ đơn này. Lấy cho chị cái đen có cài trước 36 cho chị. Cài trước 36 rồi, ok chị đẹp. Cài trước 36 của ai? À Mặt Trời của bé. Cài trước 36 màu đen hả? Cài trước 36 màu đen. Cài trước 36 màu đen. Hình như hết rồi phải không? Cài trước để em coi đã chị ơi. Còn thì để em để cho. Rồi ok, tím 36 này, tím 36 để em coi đã này. Rồi em còn tím các chị ơi, em còn tím thì may quá, em còn tím. Em còn tím các chị nha, em còn tím này. Rồi tím 36 này, tím 36 cho chị Ngô Thúy Hương. Tím 36 cho chị Ngoan Kim này. Tím 36 chị nào lấy thì lên xem em mà tím 36. Tím 36, tím 38 cho chị Nguyễn Ngọc Thắng. Nguyễn Ngọc Thắng có đơn chưa? Nguyễn Ngọc Thắng ơi, chốt hàng lên số xem em với chị Nguyễn Ngọc Thắng ơi. Nguyễn Ngọc Thắng đúng không? Nguyễn Ngọc Thắng là 38, có thử 38. Rồi 36 này, 36 cho chị Nguyễn Thùy Hương. À Ngô Thúy Hương. 36 à 36 cho chị Nguyễn Thúy Hương này. Nguyễn Ngọc Thắng 38. Dạ. Rồi 36 này, 36 này. Đây đây. Cái đó là size gì? 380. 333 đây, Nguyễn Ngọc Thắng. À cái gì của Nguyễn Ngọc Thắng ở đây? Nguyễn Ngọc Thắng đây. Rồi. 36 này, 36 cho chị 36 cho chị Ngô Thúy Hương một con. 36 cho chị Ngô Thúy Hương một con này. Rồi 36 cho chị Nguyễn Thị Bích Liên một con. Đồng giá 49k trời ơi. 36 này cho chị Nguyễn Thúy Liên một con này, Nguyễn Thúy Liên. À, Nguyễn Bích Liên, lộn Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Bích Liên 36 nè. Rồi tím 36 này, tím 36 này. Tím 36 chị Ngô Thúy Hương có rồi nhá. Tím 38 hả? Ngoan Kim có chưa? Ngoan Kim có rồi nhá, Ngoan Kim có rồi. À, hết tím 38 rồi chị ơi, em còn tím một con tím 36 thôi. Nguyễn Bích Liên chưa? Rồi, Ngoan Kim. Ngoan Kim rồi, ok Ngoan Kim này, tím 38 cho chị Ngoan Kim này. Rồi ok chị nhá. Rồi hết tím các chị nhá, hết tím này. Em hết tím này. Rồi. Rồi một con siêu dày các chị này. Rồi một con siêu dày các chị này, một con siêu dày nhá. Rồi con này size gì đây?
Size 40 giùm em này, size 40 nhá. Nãy giờ em có cái trắng không chị Ngoan Kim hả? Có chị ơi, con này size 32 thôi. Size 32 này, size 32 giùm em. Mút dày nha các chị gái nhá, size 32 mút dày. Size 32 mút dày nha các chị ơi. 36 màu da không em? Có nha chị ơi, có nhiều nè. Size 36 à size 34, à size 32 lộn, size 32 mút dày. Size 32 mút dày cho em mã 1. Size 32 mút dày cho em mã 1 kèm số em, size 32 mút dày nhá. Rồi size 32 mút dày cho em mã 1. Size 32 mút dày cho em mã 1 kèm số em này, mã 1 nhá. Mã 1 kèm số nè. Mã 1 nhá, 36 màu da hả? Màu da thì em có nhiều đây chị ơi, màu da thì em có nhiều nhá. À cái này 32 rồi. Cái nào cùng đi ra đây chị ơi, mút dày này, 34, không cái này 34 nè. 34 này các chị này. Size 34 này cho em mã da. Size 34 cho em mã da, mút dày siêu dày luôn. 34 này, 34 nha các chị gái nhá, cho em mã da. 34 mã da, 34 mã da. 34 mã da này. 34 cho em mã da, mã da size 34 này. 34 mã da nha các chị yêu nha, 34 mã da kèm số này. 34 mã da nha, mã da này. Size 34 này cho em mã da, mã da size 34 kèm số của em này, mã da nhá. Size 34 cho em mã da. Tím à? Tím hồi nãy hết rồi. 34 này, mã da nha, mã da 34 này. 34 cho em mã da, mã 1 này, mã 1 cho chị Hàng Phạm này. Mã 1 là con nào trời? Đây. Mã 1 cho chị Hàng Phạm này. Rồi 34 này. Lên màu trắng có màu trắng luôn chị ơi. 34 này, 34 này cho em mã da, mã da 34 này. Mặc lên này, mặc lên thấy ngực thôi các chị này. Rồi 34 này. 34 mã da 34 này. 36 cho chị một cái. Da cho chị Hàng Phạm này. Da cho chị Hàng Phạm này. Da cho chị Hàng Phạm. Rồi. Size 36 giùm em này. Size 36 cái chị này, cho em mã hồng này. Size 36, 36 có mã ra không? Mã ra hả chị? Da bình thường, à bình thường, mút bình thường nha các chị gái nhá. Con này mút bình thường thôi. Mút bình thường 2 phân. Mút dày 2 phân này các chị này, mút dày 2 phân. Còn này. Tím size gì đó? Size 80. 80 là 36. Mỹ Hạnh Trần ơi, Mỹ Hạnh Trần đâu rồi? Mỹ Hạnh Trần ơi. Cái này 33 tím. Cái này 3 tím. Tím 36. Và Mỹ Hạnh Trần là 38. Tím 36. Em còn tím 36 này, chị nào lấy thì lên giùm em mã tím 36 của em nè. Em còn tím 36 cơ chị ơi. Hết rồi. Rồi con này lên giùm em mã. Mã hồng kèm số của em này. 34 36 này ok hết nha các chị ơi, 34 36 đều bon chen hết này. Bao nhiêu một chiếc? 49k một chiếc chị ơi. Đủ chốt đủ 2 chiếc, 2 chiếc đổ lên em xuất hàng. Rồi mã hồng 34 36 này, mã hồng. 34 36 cho em mã hồng này. 36 38 cho lộn 36 38 nhá. Chị nào mặc size 36 38 này. 36 38 các chị nhá. 36 38 này. Giam hết rồi chị ơi. Mã hồng nhá chị ơi, cái này hồng. 36 38 cho em hồng. Ừ. Chị size 38. Rồi ok chị bị hành chân. Mã hồng nhá. 36 mã hồng. Mã 36 mã hồng cho chị Ngô Thúy Hương, Ngô Thúy Hương này. Bán cái cũng ạ. Chị Ngô Thúy Hương ơi, đơn của chị cũng nhiều á chị ơi. À, lát rồi em chụp bill qua cho chị á. Chị cọc kẹt hoặc là chị chuyển khoản. Em hết chị nhá. Chị cọc kẹt hoặc là chị chuyển khoản cho em nhé. Em để em gửi hàng chị nhá. Tại vì chị là khách mới này nên là chị nào mà hồng 36. Hồng 36 38 còn. Hết rồi. Em hết hồng rồi chị nhá. Nói chung là đơn của chị nào mà cứ 500k đổ lên mà các chị chuyển khoản cho bạn em á. Chị nào mà khách mới là bắt buộc phải chuyển khoản thôi, cọc kẹt. Chị nào mà chuyển khoản thì bọn em free ship. Còn nếu mà chị nào không cọc được á, không chuyển khoản được á, là các chị phải cọc kẹt giúp em 50 rồi em trừ vào đơn hàng, nhưng mà vẫn tính ship nha. Nên là chị Ngô Thúy Hương ơi, lát rồi em nói chung là đơn của chị cũng nhiều rồi đó. Em tính ra thì cũng nhiều rồi nên là lát rồi chị em chụp bill gửi qua cho chị là chị cọc kẹt hoặc là chuyển khoản giúp em nha. Tại vì đơn của chị cũng nhiều nè. Màu da em hết chị nhá. 036 em hết rồi. Rồi size 40 nè các chị này. Size 40 nha các chị ơi, size 40 này. Size 40 mút mỏng. Con này nói chung là không mút luôn nha các chị ơi. Size 40 không mút này. Size 40 không mút này. Rồi lên giùm em mã da. Mã da kèm số của em này. Mã da kèm số nha các chị ơi. Mã da nha. Mã da kèm số nè. Size 40 không mút cho em mã da.
size 40 không mút cho em mã da kèm số em này. Rồi một con hồng siêu cưng. Rồi, lấy cái này coi vào nó hỏi. Ai? Quá. Nghĩ hình chân à? Rồi mút bản to này size 38 cho chị đấy. Báo lên mình thích cái này không? 40 da. 40 da này cho chị Ngọc Bích Thái này. Của ai đây? Lê Huyền Nguyễn chốt cái này thì ok. Rồi Lê Huyền Nguyễn ơi, size gì đây? 36. Rồi size 236 này chị ơi, Lê Huyền Nguyễn ơi. Được thì ok giùm em này. Con này là mút dài 3 phân nhé chị yêu nhá. Mút dài 3 phân. Chị Lê Huyền Nguyễn ơi, lấy cho con này chốt giùm em ok này. Ok chốt con này nhá. Ok chốt con này giùm em này. Mà da em hết rồi chị nhá. Rồi ok Lê Huyền Nguyễn nhá. Lê Huyền Nguyễn ơi ok giúp em này. Ok giúp em nha. Size 36 này. Cái này mà da. Dạ. Size 40. Ồ 90 là đó. 90. Rồi, mà ra em chốt chị Nguyễn Ngọc Thắng một con này. Trương Thu Thủy một con này. Nguyễn Ngọc Thắng một con, Trương Thu Thủy một con. Mã da 36. Mã da 36. Mã da 36 làm gì có. Rồi, size 38 giùm em. Size 38 cho em mã hồng 38 40 bon chen được nhá. 38 40 bon chen được nè. Rồi lên giùm em mã hồng, mút dài 2 phân. Rồi lên giùm em mã hồng kèm số em này, mã hồng nhá. Rồi cho em mã hồng kèm số em này, mã hồng nhá. Rồi ok chị Lê Huyền Nguyễn. Ok chị Hạnh Trần nhá. Mã hồng kèm số em này. Con kia bắt đầu rồi. Mã hồng nhá. Con này em giơ lên cho Huyền Lê Huyền Nguyễn xem á. Đây. Rồi mã hồng kèm số em này, mã hồng nhá. Ren mỏng size 36 không em ơi. Ren mỏng size 36 hả? Ren mỏng size 36. Có chị nhá. Có nhiều. Đấy. Size gì đây? 70, size 32. Size 32, 34, hồng 38. Hồng 38 cho chị Nguyễn Huyền Trân. Hồng cho chị Anh Duy. Phải hồng đây không? Hồng cho chị Anh Duy này. Hồng cho chị Nguyễn Huyền Trân. Hồng cho chị cho chị Anh Duy này. Hồng cho chị Bùi Thị Thiện một con. Rồi hết hồng. Hết hồng nhá. Rồi đen này. Size 32. 32, 34 này. 3234 bon chen được mà. 3234. Rồi. Hết hồng nhá, hết hồng 38 đấy, hết hồng 38 nhá. Hai cái dài 36 đi rồi. Ok chị Thu Nguyễn. Size 3234 này, mút dài. Size 3234 mút dài cho em đen. 3234 mút dài đen. 3234 mút dài đen này. 3234 mút dài đen nhá. 3234 mút dài đen. 36 họ. Rồi con này size 38 các chị này. Rồi size 38 cho em mã tím này, một con tím ren nha. Rồi size 38 cho em tím này. Rồi con này size 38 cho em tím nhá. Tím size 38 á. Rồi size 38 cho em mã tím nhá, tím size 38 hộ em. Rồi size 38 cho em mã tím nhá các chị gái nhá. Tím size 38 kiểu ren các chị này. Rồi tím size 38. Size 38 cho em mã tím này, tím size 38 nhá. Rồi màu này nãy giờ em chưa lên luôn à. Màu này em chưa lên luôn à. Rồi size 34. Rồi size 34 này, đen là mã nào? Mã ren á. Em vừa mới lên là cái nào ta? Đây, đen. Đen cho chị Hàng Phạm. Rồi size 34 nha các chị yêu nha, size 34 này. Size 34 cho em ăn nu, nâu size 34 này. Nu size 34 nha các chị ơi, nu size 34 này. Nu cam ấy. Nu cam kiểu nu mà nu cam này các chị này. Rồi size 34 nhá, size 34 này. Rồi size 34 nhá, size 34 cho em mã nu. Nu cam kiểu nu cam nhá các chị yêu nha, size 34 cho em mã nu. Nu size 34 kèm số em này, nu nhá. Nu size 34 này. Nu size 34. Nu size 34 nhá. Mút siêu dày này các chị này, mút siêu dày size 34. Mút siêu dày size 34 nhá. Chị nào lấy thì lên cho em mã hồng nào. Mã hồng nhá. 36 mút bình thường. Rồi có luôn chị ơi. Nói chung 34, 36 đều ok hết nha mọi người nhá. 34, 36 đều được nè. Rồi 34, 36 đều ok hết nha các chị gái nhá. 34, 36 nè. 34, 36 đều mang được mút dài. Rồi lên xem em mã hồng. 34, 36 mút dài cho em mã hồng kèm số em này mã hồng nhá. 34, 36 mút dài cho em mã hồng. Mã hồng kèm số em này. 34, 36 mút dài cho em hồng. 34, 36 mút dài cho em mã hồng này. Mã hồng 34 36 mút dài cho em mã hồng.
Mã hồng kèm số cho em này. Mã hồng. Đây, một con màu da. Nu hàng phạm. Nu cho chị hàng phạm này, một con. Chị nào lấy thì lên giùm em mã nu, em còn mã nu nha. Em còn mã nu. Có nha chị ơi, cho chị 2 da 40 con đấy em. Rồi, con này size 34 của em này, size 34 bản to nha. Size 34 bản to mút mặt nè. Dành cho các cô mà dành cho chị nào, dành cho chị nào vừa mới xanh này. 34 36 thì ok hết nha, mút mỏng này. Rồi lên giùm em mã nu kèm lên giùm em mã nâu kèm số em này, mút mỏng nha. Con này không mút luôn nha các chị ơi, cho em mã. Mã gì? Quên mất rồi. Nâu, mã nâu. Mã nâu kèm số này, mã nâu nha. Hồng 36 Lê Huyền Nguyễn. Hồng 36 cho chị Lê Huyền Nguyễn này. Đây là hồng. Rồi. Size 36 giùm em, size 36 38. Size 36 38 cho em mã tím ạ. Size 36 38 đó. Size 36 38, chị nào được một con giờ em bắt đầu xả này, để em bán lại nha. Chứ chốt một cái là không đi đơn được. Có lại bọn em không có dồn hàng đơn này và like khác nha. Các chị chốt đủ đơn giúp em với ạ. Rồi lên cho em mã tím kèm số đi. 34 36 cho em mã tím. 34 36 cho em tím này. 34 36 cho em tìm nhá. Nu size 38. Nu size 38. Nu size 38 ạ. Con này đúng không? Đây. Đâu? Nâu, nâu cho chị Kiều. Nâu cho chị Kiều Nguyễn này. Nu size 38, mã nu size 38 ạ. Em chỉ có size 34 thôi chị ơi, chị em không có size 38 chị nhá. 34 36 thôi. Rồi con này lên xem em mã tím này. Nâu, nâu, nâu của Kiều Nguyễn rồi. Nâu của chị Kiều Nguyễn rồi nhá. Em còn cam là các chị này, con này siêu dày luôn. Rồi con này là size 36 giùm em. Tím 36 này. Tím 36 cho chị Ngô Thúy Hương. Tím 36 chị Ngô Thúy Hương nha. Rồi size 36 giùm em này. Size 36 này cho em mã ren siêu dày luôn nha các chị nhá. Cho em mã ren. Size 36 cho em mã ren. Mã ren siêu dày này. Rồi lên cho em mã ren. Size 36 mã ren. Size 36 mã ren này. Size 36 cho em mã ren nha. Của ai đây? Xả hai cái luôn nè. Cái đó chưa bán. Size 36 mã ren. Rồi size 36 đi. Một con mút dài 2 phân. Một con mút dài 2 phân này. Có gài trước nha. Con này có gài trước này. Gài trước nha, chị nào lấy thì lên cho em đỏ nè. Rồi mã cam này cho chị Châu Nguyễn này. Đó. Ừ. Rồi size 36 này. Gài trước nha các chị gài nha. Châu Nguyễn nó chốt luôn con này đi chị này. Con này có gài trước nha. Có gài trước này. Rồi cho em mã nâu. À mã đỏ lượng. Mã đây, mã đỏ. Mã đỏ kèm số của em này, đỏ nha. Gài trước size 36 cho em đỏ này, mút dày. Cho em đỏ kèm số của em này, gài trước nha, để cho nâng. Để nâng ngực nè. Rồi lên xem em đỏ này, đỏ kèm số của em nhé, đỏ nè. Đỏ nhá. Rồi em còn cam, chị nào lấy thì lên xem em mã cam này. Size 36 đây, mút bình thường đây, size 36 này. Cái đỏ đấy em vừa mới lên đó chị Anh Duy. Cái đó nó mút, nói chung là mút bình thường 2 phân. Mút bình thường 2 phân. Rồi bra xanh này. Mút bình thường đây, bra xanh mút bình thường mà. Sai gì đây? Đỏ dồn. Đỏ size bao nhiêu? Đỏ size 36. Vừa của chị Châu Nguyễn. Đỏ cho chị Châu Nguyễn này. Em còn đỏ nha, chị nào lấy thì lên giùm em đỏ nè. Rồi một con bra này các chị này. Huyền Trân. Đỏ cho chị Nguyễn Huyền Trân một con. Rồi, em hết đỏ. Rồi bra xanh này. Đỏ cho chị Nguyễn Huỳnh Trân rồi. Rồi 34 36 giùm em. 34 36 cho em mã bra. 34 36 cho em mã bra kèm số em này. 34 36 cho em mã bra. 34 36 lên giùm em mã bra kèm số này. 34 36 cho em mã bra. Mã bra kèm số này. Rồi lên một con siêu đỉnh này. Một con siêu phẩm này. Một con nhũ siêu phẩm nhá. Một con nhũ siêu phẩm này.
38 các chị nhá. Con này size 38 mút. Nói chung là không mút nhá các chị gái nhá. Chị nào mà size 38 này không mút này. Rồi lên giùm em mà nhũ kèm số E này, một con nhũ siêu xinh này. Rồi ôi áo người có cần điệu vầy không các chị này. Rồi lên giùm em mà nhũ này, mà nhũ kèm số E này, mà nhũ nhá. Mà nhũ kèm số E mút mỏng nè, mút mỏng siêu mỏng nhá. Rồi size 38 các chị nhá, size 38 cho em mà nhũ. Nhũ size 38 kèm số E này nhũ nhá. Size 38 cho em mà nhũ này, nhũ size 38 kèm số nè. Nhũ size 38 nhá, 38 nhũ. 38 nhũ kèm số em này. Đây. Bra size cho chị Kiều Nguyễn nè. Bra size cho chị Kiều Nguyễn. Mà nhũ nhá, mà nhũ kèm số em size 38 nhũ này. 38 nhũ. Em còn bra trắng này bản to. Size 36 này. Trời ơi, mấy chị có một trắng. Trời ơi, nhiều chị tài quá. Bra trắng các chị là size 36 nè. Rồi lên giùm em mã trắng này. Các chị phải chốt đi nha, vì ngày mai ngày mốt là bên em nghỉ rồi, bên em không có làm đơn đâu. Nên là hôm nay các chị phải tranh thủ chốt là em làm đơn cho ngày hôm nay. Để chiều nay em đi hàng luôn nha. Em không có giữ đơn ở đâu, vậy em nghỉ 2 ngày ấy chị. 3436 cho em trắng này, mã trắng kèm số em nào. Mã trắng nha, mã trắng á. Mã trắng. 36 này, 36 cho em mã trắng kèm số em này. Một con bra trắng á. Nhũ 38, nhũ 38 chị Nguyễn Râu. Nhũ 38 chị Nguyễn Râu này. Rồi con này một con bra này. 36 nha các chị ơi, cho em mã bra trắng này. Đây giùm em mã bra. Một con bra trắng này, đây giùm em mã bra kèm số này. Mã bra. Mã bra kèm số của em này, mã bra. Mút mỏng nha, cho em mã bra. Đúng rồi, ba cái chị Kiều Nguyễn nhá. Bra mút mỏng. Trắng cho chị Kiều Nguyễn này. Rồi 3638 đều bon chen được nè, cho em mã hoa. 3638 đều bon chen được nè, cho em mã hoa kèm số em này, mã hoa nha. Mã hoa kèm số này 3638 đều bon chen a3. 3638 đều bon chen được nè. Rồi lên giùm em mã hoa kèm số này. Con này là mút mỏng, siêu mỏng nhá. Rồi lên giùm em mã cam. Rồi a mã hoa, lộ mã hoa kèm số này. Mã hoa nha, mã hoa kèm số em này, mã hoa. Mã hoa kèm số này, tím. Tím hết rồi. Mã hoa. Hoa cho chị Nguyễn Thuy Hương. Size 36 này. Size 36 mút 2 phân. Hoa em hết rồi chị ơi. Size 26 mút 2 phân này, mút 2 phân. Size 36 mút 2 phân này. Rồi lên giùm em mã 10. Size 36 mút 2 phân cho em mã 10. Trắng em hết, hoa em hết nha. Size 36 mút 2 phân cho em mã 10. Size 36 mút 2 phân cho em mã số 10, mã 10 này. Mã 10 kèm số em này, mã 10 nha. Ra em hết cho chị ơi. Size 36 mút 10. Mã 10. Em còn mã 10 nha. Mã 10. Mút 2 phân này. Mút 3 phân chứ. Mút 3 phân size 34, 36 đó. Size 34, 36. Bra trắng của tôi trước mà chị. Em chốt, em like hai máy chị nhá, em like hai máy. Nên là ai lên trước em chốt người đó trước nha. 3436 giùm em. 3436 cho em mã đẹp, một con siêu phẩm. 3436 cho em mã đẹp. 3436 cho em mã đẹp kèm số em này, mã đẹp nha. Rồi mã 10 chốt chị Bùi Thị Thiền. Mã đẹp kèm số nè. Mã đẹp nhá. Bản to này. Rồi, má người em chốt chị Bùi Thị Thiện rồi. Bản to, size 38 giùm em bản to nè. Size 38 bản to nha các chị ơi, size 38 bản to. Size 38 bản to này cho em mã ren. Size 38 bản to cho em mã ren. Size 38 bản to cho em mã ren. 38 bản to cho em mã ren. Mã ren. Con này mút dày này. Mút dày nâng ngực nha. Rồi size 36, 38 đều bon chen được nè. 36, 38 đều bon chen hết được nha. Nâng ngực này, con này nâng ngực nha. Cô gài trước nè. Rồi lên giùm em mã số 3. Mã ren chốt chị Nguyễn Ngọc Thắng. Rồi lên giùm em mã 3 kèm số em này, mã 3 nha. Mã 3 kèm số này. Con này cho em mã 3. 36, 38 đều bon chen này, mã 3. Mút dày mã 3. Mút dày mã 3.
dài mã 3 cho dễ thương ha. Mốt dài mã 3. Mẹ ơi, màu nu nè. Bản to này, mã 3 cho chị Mai Trang. Mai Trang Nguyễn, mã 3 cho chị Mai Trang Nguyễn này. Để em coi size gì này. 80 size 36 nè. Rồi size 36 mút mỏng này. Size 36 mút mỏng nha các chị gái nhá, lên xem em ren. Size 36 mút mỏng này, bản to nha, mã ren này. Size 36 mút mỏng, bản to, mã ren. Mã ren kèm số là ren. Mã ren. Chị ơi em biết rồi á, tại vì cái hàng này là cái hàng của mấy chị một cái, bây giờ không chốt thêm em xả ra. Nên là còn nguyên trong bịch như vậy này các chị nhá. Mã ren dồn cho chị Nguyễn Bích Liên. Còn nguyên trong bịch như vậy nha các chị nhá. Sao bao nhiêu? Cái đó là size 32. 15, size 34 bằng size của mình luôn này. Size 34. Mã 3 em hết rồi nha. Size 34. Cái bảng nó thấp đúng không? Ờ. Kiểu này này. Mình mặc áo hở lưng được á. À. Size 34 nha các chị ơi. Size 34 mức bình thường nhá. Sao mình mặc áo hở lưng được á? Cho em mã 1. Mã 1 này. Size 34 mức bình thường mã 1 nhá. Khoan sao vậy con? Ờ đấy, mặc áo hở lưng đúng rồi Tâm. Mặc ren là mã nào? Ren hết rồi. Này đúng rồi, mình áo mặc áo hở lưng đấy. Ừ, bây giờ chị đi lấy ra đấy. Mặc mấy cái áo dạ dây dây mà ở lưng á. Cái này mình thay dây được mà. Dây trong á. Dây trong, để dây trong. Vậy là sắm được 3 con nè. Rồi một con ren này, một con bra ren này. Rồi con này là size 34 giùm em này, size 34 nha. Cho này mã ren. Size 34 cho em mã ren này. Size 34 nha các chị yêu nha, mã ren. Chốt nữa không các chị ơi, không em nghỉ nè. Size 34 mã ren nha, mã ren. Mã ra. Size 34 mã ren. 34 mã ren nha. 34 mã ren. 34 mã ren. Màu nu này các chị ơi, màu nu này. 36 nu này các chị ơi, 36 nu này. Chị nào lấy 36 nu nè. Rồi lên xem em mã nu kèm số này. 36 nu nè. Cái mã này đẹp này mấy chị. 36 nu đây các chị ơi, 36 nu đây. Rồi đây cho em mã nu kèm số của em này, 36 nu nha, cho em mã nu. Mã nu kèm số của em này, mã nu nha. Mã nu. Mã nu nè. Mã nu. Cái này size nhỏ này. Chắc phải size 32 34 này. Chấm mai đi nào mọi người ơi, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nè. Thôi em nghỉ nha các chị yêu ơi. Nghỉ nhá. Nu 2 cái 36. Nu 2 cái 36. Nó xong đưa bàn luôn. Thì Dũng Phạm lên số cho em nhá. 34. 34 cái này sẽ nhỏ. 36 đâu, 36 36 à. 36 rồi chị ơi. Thôi em nghỉ nha mọi người nha. Mà nu Bùi Thị Thiện. Mà nu Bùi Thị Thiện. Đây. Rồi em nghỉ nha. Hẹn các chị ngày mai, ngày mốt.